Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 170. Chàng trai trẻ giật mình, sau đó lắc đầu, không, ta là Tiêu Nguyên Khởi, đến từ Tiêu gia ở Bắc Vực. Không phải. Thác Cổ Nguyên cảm thấy có chút thất vọng, lập tức nói, thật xin lỗi, lệ phí vào cửa là phía trên quy định, ta không có khả năng quyết định. Tiêu Nguyên Khởi chợt cười nói, ta mặc dù không phải Diệp Quân, nhưng ta và Diệp Quân là huynh đệ sinh tử. Huynh đệ sinh tử. Nghe thấy những lời của Tiêu Nguyên Khởi, Thác Cổ Nguyên lập tức sửng sốt, ngươi thật sự biết Diệp Quân sao? Tiêu Nguyên Khởi gật đầu, cực kỳ bình tĩnh, đương nhiên. Thác Cổ Nguyên có chút hoài nghi. Tiêu Nguyên Cổ cười nói, nếu như huynh đài không tin, đến lúc đó ta sẽ dẫn huynh ấy đến gặp huynh, để hai người làm quen với nhau, huynh nghĩ thế nào? Thấy Tiêu Nguyên Khởi tự tin như vậy, Thác Cổ Nguyên đột nhiên tin tưởng vài phần, tuy chỉ có vài phần. Đương nhiên, thà tin chuyện này là thật còn hơn tin không phải sự thật. Nghĩ đến đây, Thác Cổ Nguyên nghiêm túc nói, Tiêu công tử, nếu huynh là bạn của Diệp công tử, vậy thì phí vào cửa sẽ được miễn. Không không không. Tiêu Nguyên Khởi liên tục xua tay nói, tuy ta và Diệp huynh là bạn tri kỷ nhưng mối quan hệ giữa ta và huynh ấy luôn cởi mở và chân thành, chưa bao giờ dính líu đến bất kỳ lợi ích lộn xộn nào. Ta biết, huynh đài và Diệp huynh có thể có một vài ngọn nguồn, muốn cho ta một ân tình, nhưng đối với ta, đây là chuyện giữa huynh đài và huynh đệ của ta, không liên quan gì đến ta, vì vậy, phí vào cửa bao nhiêu là ngần ấy, không thể thiếu một phân. Vừa nói, anh ta vừa giả vờ lấy chiếc nhẫn không gian ra. Thác Cổ Nguyên nghe xong những lời của Tiêu Nguyên Khởi thì đột nhiên âm thầm gật đầu, nhân phẩm của người thanh niên này cũng được. Đương nhiên, anh ta không thể để đối phương trả tiền. Đây là cơ hội tốt để kết giao, tuy rằng anh ta sẽ mất đi một ít tổ linh, nhưng tiền là vật ngoài thân, nên bỏ thì phải bỏ. Thác Cổ Nguyên giữ bàn tay đang cầm chiếc nhẫn không gian của Tiêu Nguyên Khởi, cười nói, Tiêu huynh, không cần khách khí như vậy. Nếu huynh đã là bạn của Diệp huynh thì huynh cũng là bạn của ta. Không giấu gì, ta và Diệp huynh cũng là mối quan hệ sinh tử. Nếu để huynh ấy biết ta nhận đồ của huynh ấy sẽ không tha thứ cho ta. Tiêu Nguyên Khởi vẫn muốn đưa chiếc nhẫn không gian, nhưng Thác Cổ Nguyên lại không chịu nhận, sau đó, cả hai người đều có chút gấp gáp. Ông lão đằng sau Tiêu Nguyên Khởi nhìn cũng ngây ra rồi. Một lúc sau, Tiêu Nguyên Khởi cuối cùng cũng không cam tâm cất chiếc nhẫn đi trước sự từ chối liều chết của Thác Cổ Nguyên. Khi rời đi, anh ta chắp tay nói, Thác Cổ huynh, sau này đợi Diệp huynh tới, ba người chúng ta phải uống thật say đấy. Thác Cổ Nguyên cũng chắp tay, kích động nói, Tiêu huynh, sau này ba huynh đệ chúng ta nhất định phải uống thật say. Cứ như vậy, Tiêu Nguyên Khởi đã biến mất ở cuối tinh hà dưới ánh mắt Thác Cổ Nguyên. Ở nơi xa, ông lão phía sau Tiêu Nguyên Khởi do dự một chút, sau đó nói, thiếu gia, Diệp Quân đó là ai? Tiêu Nguyên Khởi cười nói, không nghe hắn vừa nói sao? Vị đó chính là thiếu các chủ của Tiên Bảo Các. Trong cuộc trò chuyện vừa rồi với Lâm Uyên, Lâm Uyên đã vô tình tiết lộ thông tin này. Nghe những lời của Tiêu Nguyên Khởi, ông lão chợt giật mình, Tiên Bảo Các. Thế lực này rất nổi tiếng trong toàn vũ trụ nguyên thủy, mà thế lực này chỉ mới xuất hiện trong một thời gian ngắn, nhưng chỉ trong một thời gian rất ngắn, thế lực này đã trở thành một trong những thế lực mạnh nhất trong toàn vũ trụ nguyên thủy. Ngoài Tiên Bảo Các, còn có một thế lực khác mới xuất hiện không lâu, giống như Tiên Bảo Các, đó chính là Quan Huyên Vực. Vừa xuất hiện, nó đã trở thành nền văn minh tối cao của vũ trụ nguyên thủy và gây chấn động tất cả các thế lực lớn trong vũ trụ nguyên thủy. Tiêu Nguyên Khởi nhẹ giọng nói, đến nay thiếu chủ của Tiên Bảo Các đã xuất hiện. Nghe nói Quan Huyên Vực cũng có một thiếu chủ, nhưng chưa từng xuất hiện. Xem ra, thế hệ trẻ của vũ trụ nguyên thủy trở nên thú vị hơn rồi. Chỉ không biết thiếu chủ của Tiên Bảo Các và thiếu chủ của Quan Huyên Vực, ai yêu nghiệt hơn ai thôi. Ông lão có chút lo lắng nói, thiếu gia. Người vừa mới nói người và thiếu chủ của Tiên Bảo Các là huynh đệ sinh tử, chỉ sợ người sẽ phải chịu nhân quả. Tiêu Nguyên Khởi cười nói, không sao, người không nói ta cũng không nói, ai biết được. Ha ha, dù sao, có cơ hội mà không lợi dụng thì là đồ khốn. Vừa nói, anh ta vừa sải bước đi về phía xa. Ông lão nhanh chóng đuổi theo. Đám người tang sạn theo Uyên Thủ đến một vùng đất hoang vô biên. Trên vùng đất hoang vô biên này có những tòa tháp sắt vươn tới tận trời, với hàng trăm nghìn tòa tháp đứng giữa trời đất, vô cùng hùng vĩ. Chiến trường vũ trụ. Đám người mục tu nữ lần đầu tiên nhìn thấy những tòa tháp này, trong mắt họ đầy nghi hoặc. Tang Sạn giải thích, những tòa tháp sắt thông thiên này được xây dựng bởi các nền văn minh vũ trụ hàng đầu khác nhau.
Chúng kết nối các nền văn minh vũ trụ. Bên trong, có thể giao đấu với những cường giả từ các nền văn minh vũ trụ khác nhau. Tất nhiên, sống chết tự chịu. Hơn nữa, cũng có thể tu luyện ở trong đó có các phương pháp tu luyện cốt lõi của các nền văn minh vũ trụ. Đương nhiên, cần có tiền. Vừa nói, cô ta vừa nhìn Uyên Thủ ở bên cạnh, bọn họ không quen nơi này. Uyên Thủ vội vàng nói, Tang Sản cô nương yên tâm, nơi tu luyện và tài nguyên tu luyện của các vị, các chủ đều đã sắp xếp xong rồi. Tang Sản gật đầu, nhìn về phía mục tu nữ và những người khác, ta đi đây. Nói xong cô quay người biến mất. Diệp Quân vẫn đang ở trong vũ trụ thần minh, tuy rằng Diệp Quân hiện tại cực kỳ mạnh, nhưng vẫn không bằng Đông Hoang chủ đó, cô ta vẫn phải đích thân đi để mắt tới Đông Hoang chủ. Hơn nữa, cô cũng sợ đại đạo bút chủ nhân vẫn còn thủ đoạn gì nữa. Về phần thế lực đằng sau Diệp Quân, không liên quan gì đến cô ta giúp đỡ Diệp Quân là vì Tang Mi, chỉ vậy mà thôi. Sau khi Tang Sạn rời đi, Uyên Thủ dẫn mục tu nữ và những người khác đi về phía một tòa tháp ở phía xa. Chẳng mấy chốc, họ đã đến trước tòa tháp thông thiên này, tòa tháp này khác với những tòa tháp khác. Nó nằm ở trung tâm khu đất hoang này, tên là Tiên Bảo Tháp. Tháp tu luyện này là do chính Tiên Bảo Các xây dựng, bên trong không chỉ chứa đựng linh khí thuần khiết và phong phú nhất trong toàn bộ chiến trường vũ trụ mà còn có vô số võ công thần thông và đạo pháp cấp cao, bao trùm một khu vực rộng lớn mà thế giới không thể tưởng tượng được. Tòa tháp thông thiên này có thể nói là giấc mơ của vô số cường giả từ nền văn minh vũ trụ, bởi vì bất cứ ai vào được trong đó đều có thể dễ dàng tăng thực lực lên gấp nhiều lần, bởi vì trong đó còn có một nơi tu luyện đặc biệt. Ở nơi tu luyện đặc biệt đó, 5 năm bên trong, chỉ tương đương với một ngày ở thế giới bên ngoài. Tất nhiên, muốn vào được Tiên Bảo Tháp này là cực kỳ khó khăn. Trước hết, người phải rất giàu, rất giàu. Thứ hai, người phải là đối tác sâu sắc của Tiên Bảo Các, nói cách khác. Người và Tiên Bảo Các phải có ít nhất một hạng mục hợp tác trị giá 1 tỷ tổ linh, người mới có thể có một vé vào Tiên Bảo Tháp này. Khi Tiên Bảo Các xuất hiện ở đây, nó đã thu hút vô số thế lực khủng bố muốn ăn tươi nuốt sống Tiên Bảo Các. Nhưng sau đó, tất cả những thế lực khủng bố đó đột nhiên chọn cách kết giao với Tiên Bảo Các chỉ sau một đêm. Nghe nói, có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đã đích thân, đến thăm tổ tiên của tất cả các nền văn minh cao nhất. Uyên Thủ dẫn mục tu nữ và những người khác đến lối vào của Tiên Bảo Tháp, nhưng đúng lúc này, một người phụ nữ bước ra từ đó, người phụ nữ mặc một chiếc váy trắng không tì vết, vẻ ngoài vô song, tay phải cầm một thanh kiếm dài, toát lên khí chất anh hùng. Nhìn thấy người phụ nữ, mục tu nữ và những người khác đều giật mình, kinh ngạc trước vẻ ngoài của người phụ nữ đó. Mà người dẫn đầu Uyên Thủ đột nhiên cung kính cúi đầu, bái kiến Phục Võ Đại Nhân. Bên trong tiểu tháp, Diệp Quân ngồi khoanh chân trên mặt đất, xung quanh người hắn rải rác những lá bùa vàng, mỗi lá bùa tượng trưng cho một dòng thần pháp, mà lúc này, hắn đã hoàn toàn thu phục được những thần pháp này, đồng thời có thể vận dụng sức mạnh của những thần pháp này một cách thuần thục. Mà sau khi hoàn toàn nắm vững các thần pháp này, sức mạnh của bản thân hắn lại được tăng cường đáng kể, cụ thể là trật tự đạo của hắn, bởi vì hắn không chỉ có thể sử dụng riêng những thần pháp này mà còn có thể kết hợp những thần pháp này với trật tự đạo của chính mình. Trật tự dung hợp với trật tự. Điều này chắc chắn đã mở ra một cánh cửa mới cho trật tự của Diệp Quân, bởi vì nó có nghĩa là sau này hắn có thể hòa nhập với trật tự của những người khác theo cách này. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, mà nhờ vào thần minh pháp, quan huyền pháp của hắn cũng có được cải tiến lớn, bản thân cũng được nâng cao lên rất nhiều. Đương nhiên, đối với Diệp Quân mà nói, điều quan trọng hơn chính là hạn chế. Lấy pháp ưu việt của người khác để hạn chế pháp của chính mình. Đồng thời cũng dùng pháp của chính mình để hạn chế pháp của người khác. Kiểm tra và cân bằng. Trật tự hạn chế trật tự. Đây là con đường cuối cùng hắn phải đi. Hiện tại đối với hắn mà nói, chỉ có thể nói là một bắt đầu. Bởi vì có thần minh pháp của Tang Mi để học hỏi, Diệp Quân cũng bắt đầu thiết lập đạo và pháp của chính mình trong quan huyền pháp của mình, khiến quan huyền pháp của hắn có một sinh mệnh, phi phàm, để sau này hắn có thể đạt được sự vĩnh hằng. Tốt nhất là sau này nó sẽ có thể tự mình tiến hóa theo thời đại, thích ứng với thời đại mới, mà không trở nên cũ kỹ, lạc hậu, bị thời đại vứt bỏ. Nói cách khác, hắn muốn làm cho quan huyền pháp của mình sống lại, mà bước đầu tiên là làm cho nó đạt tới trình độ kiếm ý vô địch, thể xác siêu việt, linh hồn siêu việt, thậm chí là ý thức siêu việt. Pháp còn, người còn. Chỉ cần trên thế gian còn có một người tuân theo quan huyền pháp, Diệp Quân hắn sẽ tồn tại mãi mãi. Tất nhiên, hắn ý thức rõ ràng rằng đây không phải là một việc dễ dàng, nhưng không sao,
hắn bây giờ đã biết rõ con đường trước mặt trật tự của mình phải đi như thế nào. Lần này, Diệp Quân đã tu luyện trong tiểu tháp gần 100 năm. Trong thời gian 100 năm này, hắn không chỉ hoàn toàn nắm vững thuần thục được thần pháp của Tang Mi, có sức mạnh sử dụng thần pháp, mà còn dung hợp được quan huyên pháp của chính mình với đạo và pháp của chính mình. Mỗi một dòng luật pháp trong quan huyên pháp của hắn hiện nay đều có trật tự kiếm đạo, lý tưởng trật tự và ý chí của chính hắn. Có thể nói, quan huyên pháp hiện tại của hắn đã sống, có sinh mệnh của riêng mình. Điều đáng tiếc duy nhất là hắn tạm thời vẫn không thể kết hợp kiếm ý vô địch của mình với quan huyên pháp, bởi vì kiếm ý vô địch hiện tại quá mạnh, quan huyên pháp của hắn căn bản không thể chịu được sức mạnh của kiếm ý vô địch. Đây là điều mà hắn hoàn toàn không ngờ tới. Kiếm ý vô địch bây giờ lại mạnh đến mức ngay cả quan huyên pháp cũng không thể tiếp nhận được, nếu không, dung hợp kiếm ý vô địch vào trong quan huyên pháp hiện tại của hắn chắc chắn sẽ vô cùng đáng sợ. Mặc dù quan huyên pháp hiện tại không thể tiếp nhận được kiếm ý vô địch của hắn, nhưng hắn biết, chỉ cần ngày càng có nhiều người tin vào trật tự của hắn thì sớm hay muộn cũng có một ngày, quan huyên pháp của hắn sẽ có thể tiếp nhận được kiếm ý vô địch của hắn. Và khi đó cũng có nghĩa là hai kiếm đạo của hắn có thể được kết hợp thành một và đạt đến một cấp độ hoàn toàn mới. Và trong thời gian 100 năm này, hắn cũng sáng tạo ra một kiếm kỹ, quan huyền. Lấy trật tự làm kiếm, lấy đạo và pháp làm mũi. Đây là một kiếm kỹ trưởng thành. Sức mạnh của nó phụ thuộc vào trật tự của chính hắn. Trật tự càng hoàn thiện, người tin tưởng vào nó càng nhiều thì kiếm kỹ này sẽ càng mạnh mẽ, không có giới hạn. Mặc dù bây giờ kiếm kỹ này không quá gây sốc, nhưng nó rất có ý nghĩa đối với Diệp Quân, bởi vì nó hoàn toàn do hắn tạo ra, sau này sẽ là kiếm kỹ đại diện cho Diệp Quân hắn, cũng là kiếm kỹ độc quyền của Diệp Quân hắn. Ngày hôm nay, Diệp Quân rời khỏi tiểu tháp, hắn lúc này đã trải qua thời gian 100 năm, tuy rằng dung mạo không thay đổi, nhưng trên mặt vẫn có thêm chút tang thương. Diệp Quân nhìn quanh, hắn cảm thấy như đang ở một thế giới khác. Bởi vì suốt 100 năm qua, mỗi ngày hắn đều tu hành trong tiểu tháp, mà chính hắn cũng không ý thức được thời gian 100 năm đã trôi qua như thế này. Tu luyện không thời gian. Diệp Quân lắc đầu mỉm cười, sau đó thân thể run rẩy biến mất, đã đến lúc gặp lại mấy người bạn cũ rồi. Thần điện Nam Chúng, bên trong thành. Do văn minh thần minh xảy ra biến cố, cộng với sự biến mất kỳ lạ của điện chủ thần điện Nam Chúng, Chiêm Tông, trong thành Nam Chúng thần giờ đây hoàn toàn hỗn loạn. Trật tự bị phá vỡ. Mọi người đều đang gặp nguy hiểm. Trong thần điện Nam Chúng, do Chiêm Tông mất tích nên người phụ trách lúc này là cựu phó chủ sự thường vụ Trừ Lăng. Trong điện còn có Khuất Tấn chủ thần và Mục chủ thần. Lúc này, mọi người đều cảm thấy nặng nề và buồn bã. Họ không biết nhiều về những gì đang diễn ra ở Thần Châu, thông tin duy nhất họ nắm được là Trung Chúng thần điện đã bị phá hủy. Bọn họ đã đoán được, việc này có lẽ có liên quan tới Diệp Quân, đương nhiên bọn họ cũng không dám hoàn toàn xác định. Nên nói là bọn họ căn bản không dám nghĩ như vậy. Nhưng điều thực sự khiến họ hoảng sợ là sự biến mất của Chiêm Tông đã biến mất không chút dấu vết. Nỗi sợ hãi về những điều chưa biết mới là điều đáng sợ nhất. Trong khoảng thời gian này, họ thực sự vô cùng đau khổ. Lúc này, người dẫn đầu Trừ Lăng đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng chết người trong điện, trên đó nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Bọn họ cũng muốn điều tra. Nhưng Nam Chúng Thần Điện chỉ là một thế lực nhỏ trong toàn bộ nền văn minh thần minh, nơi nhiều nhất bọn họ có thể tiếp xúc được chính là Thần Minh Điện bên trên, mà trong thời gian này, ba Thần Minh Điện dường như đã biến mất, một chút tin tức cũng không có. Lúc này Mục Thần Chủ đột nhiên nói, việc này nhất định có liên quan tới Diệp Quân đó rốt cục là thần thánh phương nào. Diệp Quân, nghe thấy cái tên này, sắc mặt của tất cả các thần chủ trong điện đều trở nên ngưng trọng. Khiếp sợ. Sở dĩ bọn họ sợ hãi, chính là bởi vì người này, bọn họ thực ra vẫn luôn không muốn tin rằng vụ thảm sát Trung Chúng Thần Điện có liên quan đến Diệp Quân, bởi vì bọn họ biết rất rõ ràng, nếu chuyện này thật sự có liên quan đến Diệp Quân, đối với họ mà nói có ý nghĩa gì. Thế lực đằng sau Diệp Quân, đến Trung Chúng Thần Điện cũng có thể hủy diệt. Điều đó đáng sợ đến mức nào? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mà giữa bọn họ và Diệp Quân. Bọn họ biết rõ hơn ai hết, Diệp Quân nhất định sẽ không tha cho Nam Chúng Thần Điện bọn họ. Việc tính sổ sau này là điều tuyệt đối khó tránh khỏi. Họ không nghi ngờ gì về điều này. Lúc này, người dẫn đầu Trừ Lăng đột nhiên lạnh giọng nói, Diệp Quân dù mạnh đến đâu cũng không thể mạnh hơn Thần Minh. Thần Minh sẽ bảo vệ chúng ta. Thần Minh. Mọi người nghe được hai chữ này, tất cả đều bị chấn động.
Đây chính là chỗ dựa tinh thần cho tín ngưỡng của họ, hai chữ này chắc chắn sẽ mang đến cho bọn họ một chút cảm giác an toàn. Nhưng rất nhanh, bọn họ lại ý thức được rằng, thần minh đã rất lâu không xuất hiện rồi, cảm giác an toàn mà họ vừa có được dần dần biến mất. Nam Tiêu. Đúng lúc này, người dẫn đầu là Phó Chủ Thần Thường Vụ Trử Lăng đột nhiên lên tiếng. Mọi người nhìn về phía Trử Lăng, chỉ thấy ánh mắt ông ta lạnh lùng đến đáng sợ. Trong đôi mắt lạnh lùng của Trử Lăng hiện lên một tia lạnh lùng, các vị, đặt hết hy vọng vào thần minh hư ảo là không thực tế. Cho đến bây giờ, cho dù việc phá hủy Nam Chúng Thần Điện và Diệp Quân không có liên quan gì, chúng ta đều phải tự bảo vệ. Làm thế nào để tự bảo vệ chính mình? Có chủ thần hỏi. Trong mắt Trử Lăng hiện lên một tia lạnh lẽo, chính là Nam Tiêu. Nam Tiêu. Tất cả các chủ thần trong điện đều giật mình. Rất nhanh, họ đã hiểu ý của Trử Lăng. Tại sao ngay từ đầu họ lại giữ lại không giết Nam Tiêu? Chẳng phải chính là muốn để lại một đường lui cho chính mình sao? Mối quan hệ giữa Nam Tiêu và Diệp Quân không bình thường. Chỉ cần Nam Tiêu nằm trong tay họ, Diệp Quân nhất định sẽ lợi dụng y. Lúc này, một vị chủ thần đột nhiên nói, chỉ sợ còn chưa. Đu! Mọi người nhìn về phía chủ thần vừa lên tiếng, chủ thần đó trầm mặt, ánh mắt cực kỳ u ám, một Nam Tiêu không đủ. Chúng ta phải nắm chắc càng nhiều tiền hơn. Theo như ta biết, Diệp Quân đó trước đây đã có quan hệ không bình thường với Tang Nghi. Trử Lăng lắc đầu, nữ nhân này có lẽ đã nhận ra nguy hiểm, cách đây không lâu đã trốn thoát. Vị chủ thần đó hung dữ nói, vậy thì hãy khống chế Tiểu Nhiễm, Nam Tiêu và khu ổ chuột. Diệp Quân và Tang Nghi đã làm ra nhiều chuyện như vậy chính là vì khu ổ chuột. Chỉ cần toàn bộ người dân khu ổ chuột đều ở bên chúng ta. Chỉ cần toàn bộ người trong khu ổ chuột đều nằm trong tay chúng ta, Diệp Quân đó nhất định sẽ lợi dụng. Khuất Tấn ở một bên cau mày nói, việc này có chút không thỏa. 11. Các chủ thần đều nhìn về phía Khuất Tấn trầm giọng nói, chúng ta dù sao cũng phía quan. Nếu muốn khống chế những người trong khu ổ chuột đó để uy hiếp người khác, hành vi này không chỉ vi phạm thần pháp, cũng khiến người trên thế gian không khinh thường, thậm chí còn khiến cho người trên thế gian bỏ ngoài tai, mất đi tín ngưỡng. Chủ thần bỗng nhiên cười lạnh, Khuất Tấn, theo ta được biết, lúc Nam Tiêu bị giáng chức, ngươi cũng từng đến thăm y. Không chỉ vậy, ngươi còn lén lút phái người đến chăm sóc y nhiều lần. Thế nào, bây giờ thấy Diệp Quân có thể có lý lịch tốt, có muốn leo lên nhánh mới à? Khuất Tấn lập tức phản bác, lục chủ thần, Khuất Tấn ta và Nam Tiêu năm đó tuy là đối thủ cạnh tranh, nhưng ta rất ngưỡng mộ lòng hành vi nghĩa khí của ông ta, cũng không hề âm thầm lén lút chăm sóc ông ta. Ta vẫn luôn quang minh chính đại, điều này không có gì phải giấu cả. Đối với việc ông nói leo lên nhánh cao hơn, lúc Nam Tiêu vừa bị giáng chức, ta đã chăm sóc cho ông ta rồi, lúc đó Diệp Quân còn đang bị truy sát, cái leo lên nhánh cao này từ đâu mà nói. Lục chủ thần lạnh lùng nói, nếu đã không muốn trèo nhánh cao, vì sao lại ưu ái Nam Tiêu và đám người đáng thương kia? Khuất Tấn nhìn lục chủ thần không có chút yếu đuối, lục chủ thần, ông đừng quên chúng ta thân là quan. Chúng ta tín ngưỡng thần minh, những người đáng thương đó cũng là tín đồ thần minh. Nếu bây giờ chúng ta khống chế bọn họ, uy hiếp người ngoài, hành vi như vậy không chỉ là phản bội thần pháp, mà còn sẽ bị các tín đồ coi thường. Hơn nữa, với hành vi như vậy thì chúng ta có gì khác biệt với những kẻ báng bổ? Lục chủ thần trực tiếp đứng dậy, tức giận nói, ngươi đừng nói đến chuyện này, ngươi chính là muốn bày tỏ lòng tốt với Diệp Quân, trèo lên một cành cao khác. Đúng là vô cớ gây sự. Khuất Tấn tức giận nói, lục chủ thần, ông tự mình suy nghĩ xem, nếu như Trung Chúng Thần Điện thực sự vì Diệp Quân mà bị phá hủy, vậy thế lực phía sau hắn sẽ khủng bố đến mức nào? Với thực lực khủng bố như vậy, cho dù ông có khống chế được khu ổ chuột, thì sẽ thực sự có thể uy hiếp hắn. Thứ lỗi cho ta nói thẳng, thay vì nghĩ cách uy hiếp hẳn, tốt hơn hết là bây giờ ông nên điều hành khu ổ chuột kinh doanh thật tốt, có thái độ tốt, thừa nhận lỗi lầm của mình và cố gắng để được khoan hồng. Lục chủ thần vô cùng tức giận, cười đáp lại, nhìn xem. Quả nhiên, Khuất Tấn người rõ ràng đã nghĩ ra đường lui, cũng đúng, ngươi và Nam Tiêu có quan hệ thân thiết như vậy. Đến lúc Diệp Quân trở về, Nam Tiêu thay ngươi cầu xin, ngươi đương nhiên sẽ được tha chết. Khuất Tấn muốn phản bác, nhưng người đứng đầu Trư Lăng đột nhiên nói, khống chế Nam Tiêu, Tiểu Nhiễm và mọi người trong khu ổ chuột. Khuất Tấn đột nhiên quay đầu nhìn Trư Lăng, gương mặt Trư Lăng lạnh lùng. Khuất Tấn biết đối phương đã quyết định, nói thêm cũng vô ích. Y vung tay áo nói, hành vi này của các vị, ta không dám đồng tình. Hỗn xược. Trử Lăng tức giận, trong mắt hiện lên sát ý.
Ông ta lập tức tát mạnh Khuất Tấn, mà các chủ thần khác cũng lần lượt ra tay. Uinh uinh. Khuất Tấn vừa bước tới cửa đại điện, sáu đạo sức mạnh khủng bố liền trực tiếp bao trùm lấy ông ta, sức mạnh to lớn vượt quá khả năng chống đỡ của ông ta. Ông ta lập tức quỳ xuống đất một tiếng, bụp, mặt đất trực tiếp nổ tung. Khuất Tấn quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, máu tươi từ thân thể nứt nẻ chảy ra. Người dẫn đầu Trử Lăng từ trên cao nhìn xuống Khuất Tấn, ánh mắt lạnh như băng, ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, không phải bạn của chúng ta, thì là kẻ thù của chúng ta. Khuất Tấn kiên quyết nhìn Trử Lăng và những người khác, nghiến răng nghiến lợi nói, sợ hãi đã làm mù tâm trí của các ngươi, nếu không tỉnh lại, các ngươi sẽ bị ông trời trừng phạt. Hỗn xược. Một vị chủ thần tức giận, muốn trực tiếp xử tử Khuất Tấn, nhưng bị người dẫn đầu Trử Lăng ngăn cản, ông ta nhìn về phía Khuất Tấn nói, giữ lại mạng của hắn sẽ có ích. Nói xong ông ta mở lòng bàn tay ra, một ngọn lửa bay thẳng vào giữa lông mày Khuất Tấn. Tịnh hỏa. Khi tịnh hỏa tiến vào cơ thể, đôi mắt Khuất Tấn đột nhiên mở to. Chẳng mấy chốc, toàn thân ông ta bắt đầu co giật dữ dội, các đường nét trên khuôn mặt bắt đầu dần trở nên méo mó. Tịnh hỏa đốt cháy thần trùng. Khuất Tấn cuộn tròn và co giật trên mặt đất, vô cùng đau đớn. Trử Lăng nhìn tu vi của Khuất Tấn bắt đầu tiêu tán từng chút một, vẻ mặt không chút biểu cảm. Lúc này, thân thể Khuất Tấn như bị một nồi dầu nóng đổ vào, ngũ tạng và thần trùng trong cơ thể đều bị chiên, đặc biệt là thần trùng trong cơ thể ông ta. Thần quang bên ngoài đã biến mất từng chút một, cùng với những thần quang biến mất, tu vi của ông ta cũng nhanh chóng biến mất vào lúc này. Nhiều nhất nửa khắc, ông ta sẽ trở thành một kẻ hoàn toàn vô dụng. Trử Lăng cúi đầu nhìn Khuất Tấn đau khổ, cười lạnh nói, không có thần trùng, đến tư cách làm kẻ báng bổ ngươi cũng không có. Vừa nói, ông ta vừa sải bước hướng ra ngoài điện, đi đến khu ổ chuột. Một số chủ thần ngay lập tức theo sau. Họ không ra tay nữa vì Khuất Tấn giờ đã hoàn toàn vô dụng. Sau khi các chủ thần rời đi, Khuất Tấn vẫn cuộn tròn trên mặt đất, co giật, cảm giác bị tịnh hỏa đốt cháy thực sự khiến ông ta rất đau khổ, nhưng ông ta vẫn nghiến răng chịu đựng. Hối hận. Ông ta không hề hối hận. Ông ta chưa bao giờ cho rằng mình là người tốt, từ con đường phía dưới đi tới địa vị chủ thần, ông ta cũng đã dùng rất nhiều thủ đoạn, vì vậy, ông ta chưa bao giờ cho rằng mình là người tốt thì cũng không thể sống lâu. Tuy nhiên, ông ta luôn có giới hạn của riêng mình. Đi lấy những người tội nghiệp đó để làm con tin với Diệp Quân. Ông ta không thể làm được. Chết cũng không thể làm được. Một nam tử Hán đại trượng phu, có việc nên làm, có việc không nên làm. Nếu Diệp Quân là muốn quay lại giết ông ta sẽ không ngồi yên chờ chết. Ông ta sẽ phản kháng, liều chết một trận. Nhưng hành vi vô liêm sỉ như lấy người nghèo khổ để uy hiếp người khác, Khuất Tấn ông ta cho dù có chết cũng không làm. Hơn nữa, trong lòng ông ta, loại hành vi này còn tệ hơn cả một kẻ báng bổ. Khuất Tấn nghiến răng, cơ thể vẫn co giật dữ dội, tu vi vẫn điên cuồng giảm mạnh, ông ta cảm thấy yếu đuối hơn bao giờ hết, như thể toàn bộ sức lực đã bị rút cạn. Ông ta biết thần trùng trong cơ thể mình sẽ sớm biến mất hoàn toàn, và ông ta, Khuất Tấn, sẽ sớm trở thành một phế nhân. Giống như Nam Tiêu lúc trước, ông ta lúc này đang trải qua địa ngục. Cơn đau dữ dội khiến ý thức của ông ta dần mơ hồ đi, đôi mắt cũng mở đi, không thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ. Nhưng ông ta vẫn không hề hối hận mà còn vô cùng khinh thường Trử Lăng và những người khác. Đây chính là cái gọi là thần. Bọn họ dựa vào đâu mà lại nói Diệp Quân và Tang Mi là những kẻ báng bổ. So với Diệp Quân và Tang Mi, những chủ thần này mới là những kẻ báng bổ thực sự. Họ chiếm vị trí, thần và tùy tiện thống trị chúng sinh, những người phản đối họ. Ảnh hưởng đến lợi ích của họ sẽ bị họ coi là kẻ báng bổ. Một nhóm thần ích kỷ và cực kỳ xấu xí, những con sâu lớn nhất trong nền văn minh thần minh. Và, Khuất Tấn ông ta không phải là một trong đám người này sao? Đúng vậy. Khuất Tấn ông ta đúng là một trong bọn chúng. Những năm qua, Khuất Tấn ông ta đã quá tham lam rồi không? Lẽ nào Khuất Tấn ông ta chưa từng lạm dụng quyền lực của mình để trục lợi sao? Có. Rất nhiều. Những việc từng làm trong quá khứ lần lượt hiện lên trong đầu ông ta một cách vô cùng rõ ràng. Cuộn tròn trên mặt đất, ông ta run rẩy duỗi tay phải ra, cố gắng mở mắt. Khi thần trùng trong cơ thể sắp hoàn toàn biến mất, ông ta liền run rẩy nói, thần minh, hãy tha thứ cho con. Có một sự im lặng vào khoảnh khắc này. Uinh! Thần trùng vốn dĩ đã bị đốt cháy bởi tịnh hỏa đột nhiên bốc lên với ngọn lửa vàng. Tịnh hỏa vẫn đang cháy, tu vi của ông ta vẫn đang nhanh chóng biến mất.
ông ta vẫn rất đau đớn, nhưng ông ta lại cười, vì vào lúc này, ông ta cảm nhận được thần minh. Ông ta cũng hiểu ý nghĩa của thần minh. Pi viết hoa. Nếu một người phạm lỗi, bỏ dao đồ tể xuống, chắc chắn sẽ không thành Phật ngay được. Tại sao người tốt cả đời phải làm việc thiện mới thành Phật, còn người xấu vừa đặt con dao đồ tể xuống đã có thể thành Phật ngay được? Điều này không đúng. Ông ta hiểu ý nghĩa của thần minh. Một cuộc sống mới sẽ không dễ dàng có được như vậy, nhất định phải trả giá. Ông ta muốn được tái sinh, chỉ có cách duy nhất là đi chịu khổ, chịu khó, tự mình đi chuộc lỗi. Nếu một người phạm lỗi, bỏ dao đồ tể xuống, chắc chắn sẽ không thành Phật ngay được. Tại sao người tốt cả đời phải làm việc thiện mới thành Phật, còn người xấu vừa đặt con dao đồ tể xuống đã có thể thành Phật ngay được? Điều này không đúng. Ông ta hiểu ý nghĩa của thần minh. Một cuộc sống mới sẽ không dễ dàng có được như vậy, nhất định phải trả giá. Ông ta muốn được tái sinh, chỉ có cách duy nhất là đi chịu khổ, chịu khó, tự mình đi chuộc lỗi. Khu ổ chuột, bên trong học viện thần. Như thường lệ, Nam Tiêu đang dạy cho một nhóm học viên. Lớp học của y ban đầu chỉ có khoảng 100 học sinh, nhưng bây giờ đã mở rộng đến hơn 200. Không chỉ có vậy, bên ngoài lớp học cũng có rất nhiều học sinh, nhưng lại rất yên tĩnh. Bọn họ chăm chú nghe Nam Tiêu giảng bài. Kể từ khi mở học viện thần, Nam Tiêu chắc chắn là người hướng dẫn giỏi nhất trong học viện, bởi vì y đã ở trong thần điện và là người có hiểu biết sâu sắc, thực lực mạnh mẽ, hơn nữa, y dạy một cách nghiêm túc nhất và không cần dè dặt. Nhiều học viên đã bắt đầu tu hành và đạt được những thành công đáng kể. Cần phải biết, tu hành trong khu ổ chuột này đối với họ mà nói, là một vận may thay đổi số phận. Đặc biệt đối với phụ mẫu của những học sinh đó, nhìn thấy con cái mình có thể đọc sách tu hành, bọn họ cũng kích động không lời nào có thể diễn tả hết được. Thay đổi vận mệnh. Bọn họ đã ở trong khu ổ chuột này cả đời mà không có hy vọng. Bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ một ngày nào đó con cái mình có thể đọc sách tu hành, có thể thoát khỏi nơi này, có thể sống tử tế giống như những người tử tế ở bên ngoài. Giấc mơ đó thật xa xỉ. Nhưng bây giờ, đây không phải là mộng, đây là thật sự đang xảy ra. Trong lớp học, Nam Tiêu cầm một cuốn sách cổ trên tay, bước đi chậm rãi nói, người tiếp xúc với người cần phải chân thành, không nên lúc nào cũng giữ lý trí để tránh xa nhau. Người giả dối, còn tôi chân thành, theo thời gian, người giả dối sẽ trở nên chân thành. Y đọc rất chậm rãi, cố gắng hết sức để tất cả học sinh đều nghe rõ. Sau đó, các học sinh vội vàng đọc theo, người tiếp xúc với người cần phải chân thành, không nên lúc nào cũng giữ lý trí để tránh xa nhau. Gì? Học sinh ở ngoài lớp cũng nhanh chóng đọc theo. Mặc dù trên những khuôn mặt trẻ tuổi đó vẫn có chút nghi ngờ, nhưng chúng cực kỳ nghiêm túc. Lúc này, một cậu bé đột nhiên giơ tay lên. Nam Tiêu nhìn cậu bé cười nói, Thạch Ngọc, con muốn hỏi cái gì? Cậu bé đứng dậy, đôi mắt to chớp chớp, thưa thầy, trên đời này thật sự có thần minh sao? Những cậu bé khác cũng nhìn Nam Tiêu, trong mắt tràn đầy tò mò. Bởi vì trước đây Nam Tiêu đã dạy chúng về thế giới này, nên chúng biết mình đang sống trong một vũ trụ được gọi là nền văn minh thần minh, mà trong nền văn minh thần minh này, thần minh chính là người chi phối cao nhất. Nam Tiêu cười nói, có. Cậu bé tên Thạch Ngọc sờ đầu mình, sau đó nói, thưa thầy, là thầy lợi hại, hay thần minh lợi hại? Đương nhiên là thầy Nam Tiêu lợi hại. Một cô bé ngồi bên cạnh cậu bé đột nhiên đứng dậy, đá vào mông cậu bé, tức giận nói, Thạch Ngọc, ngươi dám chất vấn thầy Nam Tiêu, ta phải cắt hạt ngọc nhỏ của ngươi. Thạch Ngọc sợ hãi đến mức che kín háng mình. Mấy cậu bé bên cạnh cũng vô thức co rúm lại. Nam Tiêu nhìn cô bé, cười nói, U Từ, đừng dọa Thạch Ngọc. Cô bé tên U Từ chớp mắt, thầy Nam Tiêu, thầy lợi hại hơn cả thần minh, đúng không? Nam Tiêu cười nói, thần minh lợi hại hơn thầy. U Từ có chút không thể tin được, còn có người lợi hại hơn thầy Nam Tiêu sao? Chuyện này, không thể nào. Những đứa trẻ khác cũng không thể tin được. Trong suy nghĩ của bọn chúng, thầy Nam Tiêu chắc chắn là người lợi hại nhất vì cái gì thầy cũng biết. Nam Tiêu cười lớn, sau đó nói, thế giới rất rộng lớn, các con nhất định phải tu luyện thật tốt, sau này đi ra ngoài nhìn ngắm thế giới rộng lớn nhiều một chút. Tất cả bọn trẻ đều nhanh chóng gật đầu, chúng thực sự khao khát thế giới bên ngoài, nghe nói những đứa trẻ bên ngoài mỗi ngày đều có thể ăn no. Đó thực sự là những ngày giống như thần tiên. Tan học, Nam Tiêu đi ra ngoài. Các học sinh nhanh chóng nhường đường, lần lượt hành lễ. Trên đường đi cũng có rất nhiều học sinh đến hỏi các câu hỏi, Nam Tiêu cũng rất kiên nhẫn trả lời. Nhưng đúng vào lúc này,
một sự thay đổi đột ngột xảy ra. Trên bầu trời phía trên học viện, đột nhiên xuất hiện vô số đạo khí tức đáng sợ, áp lực mạnh mẽ tràn ngập trời đất. Sắc mặt của học sinh trong học viện đều thay đổi đáng kể, ngẩng đầu lên nhìn đám người Trừ Lăng, sắc mặt chúng trắng bệch, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi. Nam Tiêu cũng nhìn về phía đám người Trừ Lăng, nhíu mày thật sâu, y vội vàng trấn an đám học sinh đang sợ hãi, sau đó đi về phía bầu trời. Mặc dù lúc trước tu vi của y đã bị phế, nhưng sau này y lại bắt đầu tu luyện lại, đương nhiên không thể so sánh với y trước kia. Nam Tiêu nhìn về phía đám người Trừ Lăng, ta đi cùng các ngươi. Y không hề hoảng sợ vì y đã sớm dự liệu sẽ có ngày này. Trừ Lăng nhìn Nam Tiêu nói, bố trí trận pháp. Vừa dứt lời, một vị chủ thần bên cạnh ông ta đột nhiên lấy ra 6 lá cờ, 6 lá cờ biến thành 6 tia sáng lơ lửng giữa trời đất. Sau đó, từng đạo sức mạnh to lớn bao trùm toàn bộ khu ổ chuột, hiển nhiên là muốn thu toàn bộ khu ổ chuột vào bên trong trận pháp. Nam Tiêu lập tức kinh hãi, trừng mắt nhìn đám người Trừ Lăng, nơi này đều là những người bình thường, đối với các ngươi căn bản không có gì uy hiếp. Các ngươi, nhưng Trừ Lăng căn bản không cho y cơ hội nói, ông ta chỉ hơi nâng tay phải lên, một luồng khí tức đáng sợ trực tiếp bao phủ Nam Tiêu, Nam Tiêu hiện giờ làm sao có thể chịu đựng được sức mạnh của ông ta. Ngay sau đó, cơ thể và linh hồn bắt đầu trở nên huyền ảo, bản thân y cũng đang vô cùng đau đớn, toàn bộ xương cốt trong cơ thể dường như bị gãy từng chút một. Nếu Trừ Lăng không cố ý giữ mạng y lại để uy hiếp Diệp Quân, thì một đòn tùy tiện này cũng đủ khiến y hồn bay phách tán, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Các, người tại sao lại muốn hại thầy Nam Tiêu? Lúc này, ở phía dưới, Thạch Tam đột nhiên nhìn đám người Trừ Lăng trên trời rồi gầm lên. Có thể thấy ông lão cũng sợ hãi nhưng vẫn đứng ra. Đôi tay run rẩy nắm chặt, đôi chân cũng đang run rẩy, trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Nỗi tức giận lớn hơn nỗi sợ hãi. Lúc này, vô số người trong khu ổ chuột chạy về phía học viện, có người cầm cuốc, có người cầm gạch, có người mang nồi chảo. Chẳng mấy chốc, ngày càng có nhiều người từ khu ổ chuột xông vào học viện. Họ giận dữ nhìn đám người Trừ Lăng ở trên trời. Mặc dù bản năng mách bảo họ rằng những người đó là những nhân vật lớn vô cùng lợi hại ở bên ngoài, nhưng vào lúc này, trong mắt những người này lại không hề có chút sợ hãi, từng người bọn họ phẫn nộ nhìn đám người Trừ Lăng. Một người trong số đó đột nhiên giơ cuốc trong tay lên, gầm lên, không được làm hại thầy Nam Tiêu. Không được làm hại thầy Nam Tiêu. Càng ngày càng có nhiều người gầm thét, vùng vũ khí nhằm dọa nạt những người trên trời. Bên ngoài, cũng ngày càng có nhiều người đổ xô về phía học viện. Họ chưa bao giờ nhìn thấy thần minh, nhưng đối với họ, Nam Tiêu chính là thần minh của họ. Và họ không cho phép bất cứ ai làm hại thầy Nam Tiêu. Trên bầu trời, vẻ mặt Trừ Lăng đầy khinh thường nhìn đám người đáng thương phía dưới, một đàn kiến cũng muốn chống lại thần. Trong mắt ông ta, có thể giữ cho những con kiến này sống sót đã là sự ân thưởng to lớn rồi. Bây giờ, những con kiến này lại đang cố gắng chống lại bọn họ. Đúng là cực cười và ngớ ngẩn. Quả nhiên, không thể để những con kiến dưới này sống quá tốt. Chỉ cần sống tốt, những con kiến này sẽ muốn nhiều hơn nữa. Trừ Lăng đưa tay phải ra nhẹ nhàng ấn xuống, một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên quét xuống, toàn bộ trời đất lúc này rung chuyển dữ dội, sấm sét xối xả xuất hiện rồi rơi xuống, giống như ngày tận thế. Ông ta muốn những con kiến này nhận thức rõ thân phận con kiến của mình. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Nam Tiêu đột nhiên thay đổi mạnh mẽ, y biết rất rõ thực lực của đám người Trừ Lăng, bên dưới đều là người bình thường sao có thể chống đỡ được sức mạnh của Trừ Lăng. Không cần suy nghĩ, y trực tiếp đốt cháy thể xác và linh hồn, sau đó lao về phía Trừ Lăng. Mà lúc này, y cũng chưa ý thức được, hành vi của mình chắc chắn là tự sát. Y vẫn chưa nghĩ đến vấn đề chết, suy nghĩ theo bản năng của y bây giờ chính là làm những gì y nên làm. Y vẫn chưa nghĩ đến vấn đề chết, suy nghĩ theo bản năng của y bây giờ chính là làm những gì y nên làm. Y có trách nhiệm, y phải làm phần việc của mình. Nhìn Nam Tiêu lao về phía mình, Trừ Lăng cười lạnh một tiếng. Đừng nói Nam Tiêu lúc này, cho dù Nam Tiêu ở thời kỳ đỉnh cao, đối với ông ta mà nói, cũng nhiều nhất chỉ là một con kiến lớn hơn mà thôi. Vì vậy, hành vi của Nam Tiêu lúc này trong mắt ông ta chắc chắn là nực cười. Trừ Lăng vung tay áo lên, một luồng khí tức mạnh mẽ lao thẳng về phía Nam Tiêu. Cảm nhận được khí tức đáng sợ đó, Nam Tiêu biết rõ mình nhất định sẽ chết, nhưng trong mắt y không có chút sợ hãi. Lúc này, đừng nói đến Trừ Lăng trước mặt, cho dù là thần minh, Nam Tiêu cũng sẽ không lùi một bước. Phía dưới, vô số học sinh và người nghèo nhìn thấy cảnh tượng này,
trong mắt đều tràn đầy phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Mà ngay khi luồng khí tức đó sắp nghiền nát Nam Tiêu, đột nhiên, trong cơ thể y xuất hiện một luồng ánh sáng vàng rực từ trong ra ngoài, đạo khí tức đó vừa tiếp xúc với ánh sáng vàng như lửa này liền biến mất không chút tung tích. Mà đúng vào lúc này, tu vi đã mất của Nam Tiêu lúc trước lại nhanh chóng được khôi phục. Không chỉ vậy, khí tức của chính y cũng điên cuồng dâng trào, chỉ trong chớp mắt, y đã vượt qua thần cảnh cao hơn, đạt tới chủ thần cảnh. Mà khí tức đó vẫn đang điên cuồng tăng lên, chỉ trong một thời gian ngắn, hắn đã từ chủ thần cảnh đạt đến thần minh cảnh. Thần minh cảnh. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, gương mặt đám người Trừ Lăng đều tràn đầy kinh hãi nhìn Nam Tiêu, người dẫn đầu Trừ Lăng giọng run rẩy nói, làm sao có thể? Xung quanh người Nam Tiêu, ánh sáng vàng rực rỡ chói mắt. Y không chỉ là thần minh cảnh, mà còn là mệnh thần, mình chính là thần của bản thân mình. Không thể nào. Lúc này, Trừ Lăng đột nhiên gầm lên và đẩy mạnh tay phải về phía Nam Tiêu. Chủ thần lãnh vực. Chủ thần lãnh vực đó bao phủ Nam Tiêu, sắp sửa nghiền nát y. Tuy nhiên, chủ thần lãnh vực làm sao có thể trấn áp được thần minh cảnh. Nam Tiêu đứng đó không động đậy, chủ thần lãnh vực vừa bao phủ Nam Tiêu đã tan vỡ. Đây. Sắc mặt của Trừ Lăng và những người khác trở nên tái nhợt, cơ thể họ bắt đầu run rẩy vì họ đã nhận ra điều gì đó. Ai mới có khả năng khiến Nam Tiêu, người đã mất hết tu vi, đột nhiên khôi phục tu vi và đạt đến thần minh cảnh trong truyền thuyết? Rất rõ ràng, câu trả lời là rất rõ ràng. Thần minh. Đám người Trừ Lăng lúc này thực sự sợ hãi, bọn họ sợ hãi nhìn trời đất, tuy nhiên, chẳng thấy cái gì cả, nhưng họ ý thức được rằng thần minh chắc chắn đang ở trong bóng tối. Nam Tiêu đứng đó, nhìn ánh sáng vàng tỏa ra từ cơ thể mình, im lặng không nói gì, thời khắc này, y cũng ý thức được điều gì đó, bởi vì y nghĩ đến lời ai đó đã nói với mình, người đang sống, nên có niềm tin của riêng mình. Nam Tiêu, nếu ngươi là người bình thường thì không cần phải ôm lấy chúng sinh vào lòng, vì đó không phải là trách nhiệm của ngươi, nhưng vấn đề là ngươi không phải, nếu đã nhờ phúc chúng sinh, thì phải bỏ sức vì chúng sinh. Thần trùng thực sự không thể bị loại bỏ bởi cái gọi là tịnh hỏa. Nếu Nam Tiêu ngươi chiến đấu vì chúng sinh, tịnh hỏa sẽ khiến thần chủng của ngươi càng đốt càng sáng. Nếu ngươi không biết đến nỗi đau khổ của chúng sinh, vậy thì bây giờ chính là cơ hội tốt nhất của ngươi. Ngươi mới chỉ chịu khổ vài ngày, đã không thể chịu đựng được nữa và muốn chết. Ngươi cũng không nghĩ xem, có người, bọn họ là khổ cả một đời. Nhớ lại những gì Tang Mi đã nói với mình, thời khắc này, y đã hoàn toàn hiểu ra rồi. Hóa ra thần minh vẫn luôn ở đó. Nam Tiêu hít sâu một hơi, nhìn về phía đám người Trừ Lăng đã bị dọa cho mặt mũi trắng bệch ở cách đó không xa, y chậm rãi giơ tay phải lên. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người Trừ Lăng đều chán nản, căn bản không có ý định phản kháng. Thần minh cảnh. Đó là thần minh cảnh trong truyền thuyết, làm sao họ có thể chống lại được? Xong rồi. Tất cả đều xong rồi. Tuy nhiên, Nam Tiêu không giết họ, một quả cầu lửa đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay y. Ngọn lửa bị chia thành 6 phần và biến mất trong lông mày của Trừ Lăng và những người khác. Tịnh hỏa. Quỳnh. 6 người trợn mắt, khuôn mặt trở nên méo mó. Dưới sự quan sát của mọi người, 6 người trực tiếp từ trên trời rơi xuống, nặng nề rơi xuống mặt đất. Cơ thể họ co giật, vẻ mặt đau đớn, mà thần trùng trong cơ thể họ lúc này bắt đầu mờ đi từng chút một. Khi thần trùng bị tịnh hỏa thiêu đốt cho dần dần mờ đi, tu vi của chính họ cũng biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một lát sau, tu vi của 6 người Trừ Lăng đã hoàn toàn biến mất, họ hoàn toàn trở thành người thường. Nam Tiêu nhìn xuống đám người Trừ Lăng, thần minh đã từng ban cho các ngươi thứ gì, bây giờ ta sẽ thay mặt thần minh lấy lại. Đám người Trừ Lăng lúc này thực sự sợ hãi và tuyệt vọng. Mất đi tu vi, điều này có nghĩa là bọn họ sau này chính là những con kiến và những kẻ khốn cùng trong mắt họ trước đây. Nghĩ đến đây, tinh thần của họ đột nhiên sụp đổ. Nam Tiêu không để ý đến họ, y quay người bỏ đi. Đối với đám người Trừ Lăng mà nói, sống như vậy chính là hình phạt lớn nhất đối với họ. Nhìn thấy đám người Trừ Lăng bị trừng phạt, các học sinh và những người nghèo trên sân lập tức vây quanh Nam Tiêu và không ngừng cổ vũ. Toàn thể học viện thần tràn ngập niềm vui. Một lúc lâu sau, dưới sự chỉ dẫn của Nam Tiêu, mọi người bắt đầu giải tán, học sinh quay trở lại phòng học tiếp tục lên lớp. Nam Tiêu nhìn sang bên phải. Ở bên cạnh cây cột bên phải, có một người đàn ông mặc áo bào thần bí, dựa vào cây cột nhìn y. Nhìn thấy người đàn ông này, Nam Tiêu cười nói, Diệp huynh. Diệp Quân cười nói, Nam huynh.
Nam Tiêu đi tới trước mặt hắn hỏi, uống một chén chứ? Diệp Quân gật đầu, đúng ý của ta. Hai người rời khỏi học viện, đi ra đường bên ngoài. Khu ổ chuột ngày nay đã trải qua rất nhiều thay đổi, bởi vì ở đây có giá trị thương mại, không ít tông môn thế gia đã định cư ở đây, bắt đầu cải tạo nơi đây, còn một số người nghèo ở đây cũng bắt đầu làm nghề buôn bán nhỏ, cuộc sống ngày càng tốt hơn. Mọi người dọc đường đều chào hỏi Nam Tiêu, có thể nhìn ra là bọn họ kính trọng Nam Tiêu từ tận đáy lòng. Nam Tiêu dẫn Diệp Quân đến một quán rượu nhỏ, chủ quán nhìn thấy Nam Tiêu, lập tức đi ra chào đón, hưng phấn nói, thầy Nam Tiêu, hôm nay ngài muốn uống gì? Nam Tiêu cười nói, mang cho chúng ta hai bình thanh diệp, xào cho chúng ta mấy món ăn kèm. Được. Chủ quán vội vàng nói, ngài chờ một chút. Nói xong, anh ta quay người chạy về phía bếp, vừa xắn tay áo vừa chạy, rõ ràng là muốn đích thân xuống bếp. Diệp Quân và Nam Tiêu tìm một chỗ ngồi bên cửa sổ và ngồi xuống. Nam Tiêu nhìn Diệp Quân, Diệp huynh, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Quân kể ngắn gọn về những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Khi nghe tin Tang Mi đã hy sinh mạng sống của mình để trấn áp đại đạo bút chủ nhân, sắc mặt Nam Tiêu đột nhiên tái nhợt, thần minh, cô ấy. Diệp Quân không nói gì. Nam Tiêu khẽ lắc đầu, chưa từng nghĩ trong khoảng thời gian này lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Kế tiếp huynh có kế hoạch gì? Diệp Quân nói, xây dựng lại trật tự thần minh. Nam Tiêu nhìn Diệp Quân, Diệp huynh, theo như ta biết, huynh có một trật tự quan huyên. Huynh không dung hợp trật tự thần minh vào trật tự quan huyên sao? Diệp Quân lắc đầu, không. Nam Tiêu có chút nghi hoặc. Diệp Quân không giải thích nhiều, hắn nói, ta muốn xây dựng lại trật tự văn minh thần minh, Nam huynh, huynh tới làm thần tướng đi. Thần tướng, một chức quan do hắn mới sáng lập ra, phụ trách nội chính văn minh thần minh. Nam Tiêu lắc đầu. Diệp Quân hỏi, sao thế? Nam Tiêu quay đầu nhìn ra ngoài đường, nhẹ giọng nói, người dân ở đây cần ta. Diệp Quân nói, trở thành thần tướng, huynh có thể làm nhiều việc hơn cho bọn họ. Nam Tiêu nói, ta biết, nhưng ta vẫn muốn ở lại đây. Diệp Quân im lặng. Nam Tiêu mỉm cười nói, ta ở đây cũng có thể làm việc cho văn minh thần minh, không phải sao? Thấy y đã hạ quyết tâm, Diệp Quân cũng không cưỡng cầu, gật đầu nói, vậy thì làm một chức vụ nhàn rỗi đi, đó là làm đặc sứ thần minh, thay thần minh đi tuần thị nhân gian, chức quan cao hơn, có thể tiền trảm hậu tấu. Nam Tiêu cười nói, được được, ta thích cái này, ha ha. Diệp Quân cũng cười. Lúc này, ông chủ đích thân bưng bát đĩa trên tay chạy tới, cẩn thận đặt bát đĩa lên khay trên bàn, sau đó lần lượt đặt hai bình rượu lên khay trước mặt Diệp Quân và Nam Tiêu, mỉm cười, thầy Nam Tiêu, vị công tử đây, hai vị dùng tê tê tự nhiên, nếu cần thì cứ dặn dò. Nam Tiêu cười nói, đa tạ. Ông chủ vội vàng nói, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, thầy Nam Tiêu đến tiệm của chúng ta là vinh dự của chúng ta. Ta không làm phiền hai vị nữa, hai vị dùng thoải mái. Nói xong, anh ta rút lui. Hai người bắt đầu uống rượu và trò chuyện rất nhiều, hai người nói rất nhiều, về tương lai của khu ổ chuột, cũng nói đến tương lai của toàn bộ nền văn minh thần minh, cuối cùng, là tương lai của toàn bộ vũ trụ. Cả hai đều không dùng thần lực để kiềm chế rượu nên chỉ trong chốc lát mặt họ đỏ bừng, nói chuyện cũng không ngần ngại nữa, cái gì cũng nói. Không biết bao lâu sau, Diệp Quân đột nhiên thở dài, lần trước khi uống rượu nói chuyện như vậy, vẫn là ở vũ trụ quan huyên. Cùng một người huynh đệ của ta. Ồ đúng đúng, hắn tên là Phương Ngự, Nam huynh, về sau nếu có cơ hội, chúng ta có thể cùng nhau uống rượu nói chuyện. Gương mặt Nam Tiêu cũng đỏ bừng, cười nói, được, đến lúc đó, cùng nhau uống rượu, cùng nhau rửa chân. Lời vừa dứt, cả hai đều im lặng. Tiêu rồi. Hai người lén lút nhìn xung quanh, cũng may mắn thay, lúc này trong quán rượu không có ai, nên cả hai đều thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau rồi cười lớn. Uống được ba hiệp, Diệp Quân đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nam Tiêu đột nhiên nói, Diệp huynh. Diệp Quân quay lại nhìn Nam Tiêu đang nhìn hắn, so với những gì huynh đã làm với khu ổ chuột, những gì ta làm thực ra không đáng kể, nhưng bây giờ, ta lại đạt tới thần minh cảnh, ta rất xấu hổ. Diệp Quân đi tới trước mặt y, đánh y một quyền, nói nhảm cái gì đấy. Ta đi đây. Nói xong hắn quay người rời đi. Ở phía sau, Nam Tiêu nhìn bóng dáng Diệp Quân rời đi, trong lòng thầm nói, Diệp huynh, Nam Tiêu ta bằng lòng nghe theo trật tự của huynh. Các người dân của khu ổ chuột coi Nam Tiêu là thần minh, mà Nam Tiêu lại coi Diệp Quân là thần minh, không liên quan đến điều gì khác,
chỉ vì bọn họ đều có lý tưởng và mục tiêu giống nhau. Ở phía xa, sức mạnh tín ngưỡng không màu xuất hiện xung quanh người Diệp Quân, mà trật tự pháp được hình thành bởi sự hợp nhất giữa quan huyên pháp và thần minh pháp trong cơ thể hắn cũng đang lặng lẽ thay đổi. Đây là sức mạnh tín ngưỡng thuần khiết nhất trên thế gian. Diệp Quân dừng lại, suy nghĩ một lát rồi sải bước đi về phía xa. Khi hắn rời khỏi quán rượu, trời đã chạng vạng, hắn đi qua vài con phố và cuối cùng đến một bãi rau phía sau một ngôi nhà bằng đá, có một cô bé đang ngồi xổm ở đó, hai tay chống cằm, đang nhìn về phía trước, như thể đang chờ đợi điều gì đó. Cô bé đó chính là Tiểu Nhiễm. Diệp Quân đi tới, Tiểu Nhiễm cảm nhận được, cô quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Quân, vội vàng đứng dậy đi tới trước mặt Diệp Quân, cô nắm lấy tay Diệp Quân, run rẩy nói, ca ca. Tang Mi tỷ tỷ đâu? Tang Mi tỷ tỷ đâu? Diệp Quân không nói gì. Tiểu Nhiễm rõ ràng đã nhận ra điều gì đó, nước mắt lưng tròng. Diệp Quân nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu nhỏ của cô, nhẹ giọng nói, cô ấy sẽ luôn ở bên chúng ta. Tiểu Nhiễm. Xiao Ran. Tiểu Nhiễm. Lập tức nhào vào lòng Diệp Quân, ôm chặt lấy hắn, nước mắt trào ra. Diệp Quân kéo Tiểu Nhiễm đến trước ruộng rau, nhỏ giọng nói, đây là rau cô ấy trồng à. Tiểu Nhiễm gật đầu, hốc mắt đỏ hoe, lúc rời đi tỷ ấy có nói một câu. Diệp Quân nhìn Tiểu Nhiễm nói, câu gì? Tiểu Nhiễm nhỏ giọng nói, tỷ ấy nói, đáng tiếc là không nhìn thấy chúng lớn lên. Nghe được câu nói này, tay Diệp Quân khẽ run lên. Nước mắt Tiểu Nhiễm không ngừng tuôn rơi, lúc trước, khi Tang Mi nói ra câu này, thực ra cô đã cảm thấy bất an. Diệp Quân nhìn ruộng rau, ánh mắt dần dần mơ hồ. Một lúc lâu sau, Diệp Quân mới thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng sờ vào mặt ngọc bội trên ngực, sau đó kéo Tiểu Nhiễm đi ra ngoài. Tiểu Nhiễm ngẩng đầu nhìn Diệp Quân, ca ca, chúng ta đi đâu vậy? Diệp Quân cười nói, đi làm những việc cô ấy còn chưa làm xong. Tiểu Nhiễm chớp mắt, như thể hiểu, lại dường như không hiểu. Diệp Quân đưa Tiểu Nhiễm đến một bầu trời đầy sao cách đó không xa, một người đàn ông xuất hiện trước mặt họ. Người tới không ai khác chính là Đông Hoang Chủ, bên cạnh Đông Hoang Chủ còn có Quân U. Đông Hoang Chủ nhìn Diệp Quân, cười nói chuyện chứ. Diệp Quân gật đầu, được. Đông Hoang Chủ nhìn Diệp Quân, đi thẳng vào vấn đề, trật tự là gì? Diệp Quân nói, ông có muốn cùng ta luận đạo không? Đông Hoang Chủ gật đầu, vốn là ta muốn nói chuyện với Tang Mi cô nương đó. Đương nhiên, trò chuyện với ngươi cũng không có gì khác biệt với trò chuyện với cô ấy. Diệp Quân lắc đầu, thật ra cũng không có gì đáng nói. Chúng ta là những người khác nhau, đi những con đường khác nhau. Dù nói thế nào thì cuối cùng cũng phải dùng thực lực của mình để quyết định thắng bại. Đông Hoang Chủ cười nói, Diệp công tử, người có biết tại sao mỗi lần chiến đấu với đại đạo bút chủ nhân đều gặp bất lợi không? Diệp Quân cau mày. Đông Hoang Chủ nhìn hắn, bởi vì hắn biết đối thủ của mình là người như thế nào, nhưng ngươi lại không biết đối thủ của mình rốt cục là ai. Ngươi cho rằng đối thủ của mình thực sự là đại đạo bút chủ nhân sao? Không, đối thủ thực sự của ngươi chưa bao giờ là hắn. Diệp Quân nói, ý chí tối thượng. Đông Hoang Chủ cười nói, là có người nói với ngươi phải không? Vậy ngươi có biết ý chí tối thượng là gì không? Diệp Quân nhìn Đông Hoang Chủ, không nói một lời. Đông Hoang Chủ lắc đầu, có thể thấy được, ngươi không biết, hiểu biết của ngươi đối với thế giới này vẫn còn rất nông cạn. Đương nhiên, ta không có ý khinh thường gì. Diệp Quân nói, ông muốn nói cái gì? Đông Hoang Chủ nói, có phải ngươi cảm thấy, thế gian này chỉ có trật tự và không có trật tự không? Không, thế gian này còn có một trật tự thứ ba. Loại trật tự này tồn tại mãi mãi, nó bao gồm có trật tự và không có trật tự. Diệp Quân hơi nheo mắt lại, ý của ông là trật tự thiên đạo. Đông Hoang Chủ cười nói, đúng vậy, chính là trật tự thiên đạo do ý chí tối thượng thiết lập. Cho dù có trật tự hay không có trật tự, đều thuộc vào trật tự thiên đạo. Vậy ngươi có biết trật tự thiên đạo vận hành như thế nào không? Không đợi Diệp Quân lên tiếng, Đông Hoang Chủ tiếp tục nói, mọi sinh linh trên thế gian từ khi sinh ra đã là một phần của trật tự này, một đời một kiếp đều không thể thoát khỏi trật tự này. Không chỉ vậy, tất cả sinh linh đều không thể cảm nhận được sự tồn tại của trật tự này. Dù sao thì cái lồng và xiềng xích đáng sợ này vẫn tồn tại mãi mãi, nhưng vô số người sẽ không bao giờ cảm nhận được sự tồn tại của nó. Diệp Quân nhìn chằm chằm vào Đông Hoang Chủ, không nói gì. Đông Hoang Chủ cười nói, giống như con bò bị con người nuôi nhốt, suốt đời nó bị cái mũi dẫn dắt, từ khi sinh ra đã như vậy rồi. Cho nên,
nó không biết, con bò, bên ngoài là cái gì, cũng không biết ngoài việc cày đất ngày đêm liệu nó có khả năng nào khác hay không. Nó không biết là có tự do, tại sao? Bởi vì từ khi nó được sinh ra, cha mẹ của nó đã sống như thế này, nên nó tự nhiên tin rằng nó cũng phải sống như thế này. Còn về tự do, không, trong thế giới của nó sẽ không xuất hiện hai chữ này. Nói đến đây, ông ta không tiếp tục nói nữa. Diệp Quân trầm mặc không nói gì. Đông Hoang chủ cười nói, xem ra ngươi đã hiểu rồi. Diệp Quân nhìn Đông Hoang chủ nói, nếu ông đã biết chân tướng, vì sao lại bằng lòng đầu hàng, làm con bò kia? Đông Hoang chủ cười nói, Diệp Quân, ta cho ngươi một lời khuyên. Đừng bao giờ đánh giá thấp hắn, bởi vì ngươi không biết hắn đáng sợ đến thế nào. Ta không chỉ nói thực lực, còn có trí thông minh. Hãy thử nghĩ xem, một người có thể khiến đại đạo bút chủ nhân từng bằng lòng làm việc, sẽ đơn giản sao? Diệp Quân lắc đầu, ta không coi thường ai, cũng không có tư cách. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Đông Hoang chủ, ta biết, một chủ của trật tự đáng sợ như vậy không thể đơn độc, xung quanh ông ta nhất định có một nhóm thống trị cấp thấp hơn, đây cũng là chỗ dựa và nền tảng cho sự thống trị vũ trụ của hắn. Ví dụ, có 5-6 người là người hưởng lợi chính, 5-6 người này hỗ trợ 5-600 người, hưởng lợi, từ họ theo cách tương tự, 5-600 người này lại hỗ trợ 5-6.000 người, bọn họ thăng cấp theo cấp bậc, và cho phép họ có quyền quản lý những nền văn minh vũ trụ khác nhau. Vừa nói hắn vừa dừng lại, rồi lại nói cách khác, Đông Hoang chủ và đại đạo bút chủ nhân của ngươi có thể là những người được hưởng lợi chính xung quanh hắn, còn thứ mà Diệp Quân ta muốn chống lại căn bản không phải là một mình ông ta, mà là một tập đoàn lợi ích hùng mạnh mà trước đây ta không thể tưởng tượng được. Ha ha! Đông Hoang chủ đột nhiên cười lớn, tiếng cười càng lúc càng vang dội, chấn động cả bầu trời. Ông ta nhìn hắn không nói gì. Cười một lát, Đông Hoang chủ quay đầu nhìn Quân U bên cạnh. Có biết khoảng cách giữa ngươi và người khác rồi chứ? Quân U nhíu mày và giữ im lặng không nói gì. Đông Hoang chủ nhìn Diệp Quân, cười nói, Diệp Quân, không thể không nói, đến lúc này rồi, ta thật sự tin lời nói đại đạo bút chủ nhân, tuyệt đối không được coi thường ngươi, ta chỉ bấm một chút thôi, ngươi lại có hiểu biết như vậy, thật sự khiến ta rất bất ngờ. Diệp Quân nói, ông đến nói với ta những chuyện này, là muốn lấy được thứ gì từ ta, nói ra đi. Đông Hoang chủ nhìn Diệp Quân, nụ cười dần dần biến mất, đối phó với người thông minh thật là thú vị, ta muốn mượn ngươi tiểu tháp 3 ngày. Diệp Quân nói, ta cho ông mượn 10 ngày. Đông Hoang chủ hơi nheo mắt lại, nhưng không nói. Diệp Quân nhìn ông ta chờ đợi câu trả lời. Cả hai đều biết rằng, không có thứ gì là miễn phí, muốn có được thì ắt phải bỏ ra. Đông Hoang chủ im lặng một lát, sau đó nói, ngươi còn muốn biết cái gì? Nói rõ trước. Ta chỉ là một con tốt trong ván cờ này, ta cũng không biết nhiều. Diệp Quân hỏi lại, ông có thể nói cho ta biết cái gì? Đông Hoang chủ nói, có hai việc. Diệp Quân gật đầu, ta nghe. Đông Hoang chủ nhìn hắn, thứ nhất, ta không phải là một trong 5-6 người kia, đại đạo bút chủ nhân chắc chắn phải. Về phần phía trên ông ta hay là người khác, ta cũng không biết. Còn nữa, một trong số 5-6 người đó, đã từng tiếp xúc với ngươi. Diệp Quân cau mày. Đông Hoang chủ nói, về phần là ai, ta cũng không biết. Diệp Quân suy nghĩ một chút, nói, điều thứ hai thì sao? Vẻ mặt Đông Hoang chủ trở nên ngưng trọng, ông ta quan sát hết tất cả. Diệp Quân hơi nhíu mày, có ý gì? Đông Hoang chủ lắc đầu, ta không biết. Đây là một câu mà trước đây đại đạo bút chủ nhân vô ý nói ra, về phần rốt cục là ý gì, ta không rõ. Diệp Quân trầm mặc chốc lát. Sau đó hắn mở ra bàn tay, tiểu tháp chậm rãi bay lên trước mặt Đông Hoang chủ. 10 ngày nữa, ông thả nó đi, tự nó sẽ đến tìm ta. Nói xong, hắn kéo tiểu nhiễm rồi quay người rời đi. Đông Hoang chủ nhìn Diệp Quân đang rời đi, nói, ngươi không sợ ta không trả à? Diệp Quân nói, tháp này không phải của ta, là của ông nội ta, nếu ngươi không trả lại cũng là việc của ông nội ta, có liên quan gì đến ta? Tiểu tháp, người đàn ông mặc áo xanh. Quân U ở một bên đột nhiên nói, ông nội của ngươi có lợi hại không? Diệp Quân quay đầu nhìn Quân U, quỳ xuống. Một đạo thần pháp xuất hiện trong biển ý thức của Quân U. Thụp! Không đợi Quân U kịp phản ứng, cô ta đã trực tiếp quỳ xuống. Cô ta ngây ra. Nhưng rất nhanh, cô ta đã phản ứng lại và chống cự một cách điên cuồng. Tuy nhiên, dù có chống cự thế nào, cô ta cũng không thể chống lại luật pháp trong biển ý thức. Một khi lời nói được nói ra, pháp sẽ theo sau.
mỗi từ mỗi ngữ đều là luật pháp. Lúc này, vẻ mặt của Đông Hoang chủ lại trở nên nghiêm túc, ông ta đột nhiên ý thức được, trật tự pháp của người trước mặt cũng sắp phá vòng rồi. Kiếm ý vô địch cộng với trật tự pháp, sẽ phá vòng gấp đôi. Diệp Quân liếc nhìn Quân U đang đứng ở một bên, ngươi là thứ nào chứ, cũng xứng chen lời. Nói xong, hắn kéo Tiểu Nhiễm đi về phía xa. Quân U có khi nào từng bị sỉ nhục như vậy, gương mặt cô ta trở nên vặn vẹo, nhìn chằm chằm Diệp Quân, sẽ có một ngày ta sẽ đánh bại ngươi. Diệp Quân không quay đầu lại, ta cho ngươi thời gian. Vừa nói hắn dừng lại một chút, rồi lại nói, thời gian vô tận. Quân U quỳ ở đó, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng trong mắt cô ta lại tràn đầy u ám. Nhìn thấy Diệp Quân và Tiểu Nhiễm biến mất ở nơi xa, Đông Hoang chủ nhẹ giọng nói, đúng là một người thông minh và cũng là một người có lòng dũng cảm to lớn. Nói xong, ông ta quay đầu nhìn về phía Quân U bên cạnh, nhìn vẻ mặt của Quân U, ông ta biết cô ta đang suy nghĩ gì, thấp giọng thở dài, nhóc con, từ khi con trỗi dậy ở Đông Hoang, con chưa từng bị đánh bại, ta luôn cảm thấy đây không phải là chuyện tốt. Vì dù con có kiềm chế bản thân thế nào thì cũng sẽ nuôi dưỡng sự ngạo mạn sâu trong lòng con, trăng tròn sẽ khuyết, nước đầy thì sẽ tràn, hoa nở sẽ tàn. Nếu thất bại một lần, có thể làm sạch chính mình thì đây thực sự là một chuyện rất tốt đối với con. Quân U hít một hơi thật sâu và nắm chặt tay, sư phụ yên tâm, Quân U không phải là loại người không thể chịu thua, con hiểu biết xấu hổ để tiến tới. Vừa nói, cô ta vừa ngẩng đầu nhìn về phương hướng Diệp Quân đang rời đi, sư phụ. Chuyện giữa chúng ta và nền văn minh thần linh đến đây là kết thúc sao? Đông Hoang chủ biết cô ta vẫn không muốn từ bỏ, đương nhiên ông ta cũng có thể hiểu được, người trước đây chưa từng gặp thất bại, lần đầu tiên gặp phải thất bại, tự nhiên sẽ không thể dễ dàng buông xuống được. Đông Hoang chủ chậm rãi nói, chúng ta được hưởng lợi từ chủ nhân bút đại đạo, thần linh cũng đã biến mất, việc này đối với Đông Hoang chúng ta mà nói thì rất có lợi. Nếu còn chưa thỏa mãn, cứ nhất quyết phải giết hết bọn họ. Đúng là cậu ta sẽ không gọi người nữa, nhưng cậu ta không gọi người, không có nghĩa là thế lực phía sau thật sự sẽ ngồi yên không làm gì, hơn nữa với thực lực hiện tại của cậu ta, muốn giết cậu ta là cực kỳ khó khăn. Làm sao ông ta có thể không nhìn ra, hiện tại sau khi Diệp Quân dung hợp thần pháp của Tang Mi thì trật tự của bản thân đã trải qua những thay đổi kinh thiên động địa, có thể nói, dù là kiếm đạo vô địch hay đạo trật tự, hắn cũng chỉ còn một bước nữa là phá vỡ được. Một bước này, rất có thể là tên này cố tình không bước ra ngoài, hắn đang chờ tình huống thực tế xảy ra. Vì vậy, ông ta có thể chắc chắn rằng nếu bây giờ ra tay, anh chàng này sẽ lập tức thực hiện đột phá hai vòng liên tục cho chính mình xem. Nghĩ đến đây, ông ta thấp giọng thở dài nói, hãy dừng lại ở đây đi, kiếm đạo của cậu ta đã đột phá, chúng ta cũng thu được một ít lợi nhuận, như vậy, thế lực phía sau cậu ta cũng có thể tiếp nhận, như vậy là đủ rồi. Nhóc con! Nếu con muốn giành lại phần thắng thì hãy chăm chỉ tu luyện, sau này công khai khiêu chiến cậu ta. Nói xong ông ta quay người rời đi. Tại chỗ, Quân U đột nhiên nói, sư phụ, con muốn đi đến khổ môn vượt qua địa ngục, khổ tư. Đông Hoang chủ dừng lại, sau một lúc im lặng, ông ta gật đầu, con chắc chắn rồi. Quân U trả lời không chút do dự, chắc chắn rồi. Đông Hoang chủ nói, được, ta sẽ thu xếp. Nói xong. Ông ta biến mất vào khoảng không. Quân U nhìn chằm chằm về phương xa, nỗi nhục hôm nay, sau này sẽ đáp trả. Diệp Quân dẫn theo Tiểu Nhiễm trở về Thần Châu, trong thời gian tiếp theo, hắn bắt đầu xây dựng lại Thần Châu. Bởi vì khi những cường giả ở Thần Châu trước đó bị giết, hắn đã thu thập được tất cả nạp giới, vì vậy không có vấn đề gì về mặt tài chính, bây giờ thứ duy nhất còn thiếu là con người, rốt cuộc thì hầu hết những cường giả hàng đầu ở Thần Châu đều đã bị giết sạch. Không có lựa chọn nào khác ngoài việc xây dựng lại mọi. Diệp Quân xây dựng lại biệt thự của các vị thần và chiêu mộ người mới. Đầu tiên hắn chiêu mộ tất cả các chủ thần từ Minh Điện Nam Thần và Minh Điện Nguyên Thần, những người này đều là thuộc hạ của Cổ Hạo và Hề Trọng, lúc trước họ cũng đã kiên định đứng về phía hắn, đáng tin cậy. Lúc trước những người này vì ủng hộ hắn mà bị pháp chỉ của thần linh trói buộc, đương nhiên, đối với hắn hiện tại mà nói, đây chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hắn đã thành lập một tổ chức của riêng mình, sau khi tổ chức được thành lập, hắn bắt đầu cải cách trật tự của nền văn minh thần linh, hắn bãi bỏ một loạt các bộ phận cồng kềnh ban đầu, để phòng ngừa nơi nào đó trở thành nơi độc quyền của một người nào đó, hắn đã chuyển khái niệm về vũ trụ quan huyên đến đây, tức là một nơi phải có sự kiểm tra và cân bằng, chẳng hạn như các thần điện công cộng khác nhau, không phải cái gì cũng do chủ thần điện quyết định nữa, hắn đưa ra chức thành chủ.
phụ trách việc xây dựng của mỗi thành lớn, báo cáo trực tiếp cho thần châu. Về phần chủ thần điện thì chịu trách nhiệm quản lý các nhân viên và quân đội thần linh. Nói một cách đơn giản là kiểm tra và cân bằng lẫn nhau. Ngoài ra, hắn còn thay đổi cơ chế thưởng phạt mới, cơ chế thưởng phạt trước đây thực ra không lành mạnh lắm, vì theo cơ chế thưởng phạt đó, ai cũng chỉ quan tâm tuyển dụng những cường giả hàng đầu đó mà không ai thèm để ý đến dân nghèo cá. Bây giờ hắn đưa ra một quyết định táo bạo là trực tiếp giao quyền lực, đó là, thành chủ các địa phương và chủ thần điện ở các vũ trụ khác nhau thuộc quyền quản lý của nền văn minh thần linh có thể trực tiếp hấp thụ sức mạnh tín ngưỡng của tất cả những người dân dưới quyền của họ. Sau khi sức mạnh tín ngưỡng bình thường đạt đến một trình độ nhất định, họ có thể trực tiếp trở thành mệnh thần và đi theo đạo của riêng mình. Nói một cách đơn giản, không tăng cường sức mạnh quá mức cho các vị thần. Trong nền văn minh thần linh, bất kỳ ai cũng có thể trở thành thần của chính mình. Tất nhiên, cũng sẽ có hình phạt, cứ 10 năm sẽ có một cuộc đánh giá, đặc phái viên do thần châu cử đến để đánh giá sẽ cho địa phương tiến hành bỏ phiếu tuyến cử, những người không đủ tiêu chuẩn sẽ bị giáng chức ngay lập tức. Nếu bị giáng chức 3 lần liên tiếp, họ sẽ bị cách chức ngay lập tức và lấy lại toàn bộ sức mạnh tín ngưỡng. Trong nền văn minh thần linh, tất cả con người và sinh vật trong nền văn minh thần linh đều có quyền biểu quyết, và mỗi lần đánh giá đều sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của thần châu để ngăn chặn sự thao túng của những người bên dưới. Lần này, thay đổi lớn nhất trong cuộc cải cách nội bộ của văn minh thần linh là việc hạn chế các quan chức trong văn minh thần linh. Đồng thời, hắn cũng tăng cường lực lượng ràng buộc của thần linh Pháp và quan huyên Pháp. Không một quan chức địa phương nào, kể cả nội các thần châu, có thể vượt qua luật thần linh quan huyện. Lấy pháp luật làm cốt lõi và thiết lập trật tự. Lần này Diệp Quân không có đi vào vũ trụ ngay lập tức, trước đó hắn sẽ từ bỏ vũ trụ sau khi chinh phục được nó, sau đó đi đến vũ trụ tiếp theo, hắn chưa từng thực sự tham gia quản lý nó. Lần này hắn muốn đích thân làm việc này, thay đổi hoàn toàn nền văn minh của thần linh. Hơn nữa trong quá trình này hắn sẽ hoàn thiện thần linh quan huyên pháp của riêng mình. Kiến thức và thực hành phải được thống nhất, chỉ có thực hành mới có thể thực sự hoàn thiện thần linh quan huyên pháp của chính mình. Diệp Quân ở lại đây khoảng 30 năm, phải mất 30 năm, nền văn minh thần linh hỗn loạn ban đầu mới dần ổn định và đi vào quỹ đạo. Về phần những nhân tài trong đó, việc hoàn thiện trật tự không phải chỉ do một mình hắn hoàn thành mà còn do những nhân tài mới được tuyển dụng này. Trong đó, hắn đã trực tiếp đưa những người này vào tòa tháp nhỏ, sau đó ngồi cùng nhau bàn bạc về trật tự của nền văn minh thần linh, làm thế nào để xây dựng, hạn chế, làm thế nào để cải thiện. Quan huyền pháp và thần linh pháp bổ sung cho điểm mạnh và điểm yếu của nhau và cùng tồn tại trong nền văn minh thần linh. Dùng trật tự để ràng buộc trật tự. Trong quá trình này, hắn đã tiếp thu ý kiến của mọi người, không ngừng cải tiến thần linh quan huyền pháp của mình, và khi toàn bộ nền văn minh thần linh ngày càng tốt hơn, sức mạnh tín ngưỡng của hắn cũng nhận được sự cải thiện chưa từng có. Sức mạnh tín ngưỡng mà hắn thu được ở hiện tại đều là màu tím rất thuần khiết. Có thể nói, trật tự kiếm ý hiện tại của hắn thực sự đã vượt qua thể xác và thần hồn, nhưng hắn vẫn chưa thực sự thực hiện được bước đó. Không gấp. Điều hắn muốn bây giờ không phải là tăng cường sức mạnh của mình mà là cai trị vũ trụ thần linh này cho tốt. Hiện tại nội các do hắn thành lập đã mở rộng lên tới 326 người. Đây chính là đội ngũ nòng cốt của nền văn minh thần linh hiện tại, phần lớn đều là những người trẻ tuổi đầy nghị lực, không thể không nói, sau khi cho những người trẻ tuổi này cơ hội thì họ thật sự rất nỗ lực. Dưới nội các còn có ngoại các, trong ngoại các có mấy vạn người, là trung tâm của toàn bộ nền văn minh thần linh, các chính sách mà nội các thảo luận đều cần được ngoại các thực hiện và thúc đẩy. Vào ngày này, Diệp Quân đang làm việc trong văn phòng nội các đột nhiên nhìn lên và nhìn thấy một người phụ nữ bước vào. Người phụ nữ bước vào không ai khác chính là Tiểu Nhiễm, bây giờ cô ta không còn là một cô bé nữa, cô ta có dáng người cao gầy, tự nhiên hào phóng. Hiện tại cô ta là trợ lý của chư thần trong nội các, không có chức vụ chính thức, nhưng khi Diệp Quân đi vắng, cô ta chính là chủ thần. Tiểu Nhiễm đặt một đống sổ con trước mặt Diệp Quân, anh, đây là tất cả những gì anh phải ký. Diệp Quân gật đầu, hắn cầm lấy đống sổ con đó qua, sau khi đọc kỹ sẽ ký tên mình vào. Chữ của hắn không chỉ là chữ bình thường, nó không chỉ tượng trưng cho một loại pháp lý, mà còn có lực ràng buộc cực kỳ đáng sợ, bởi vì những chữ này có thể giết người. Với thực lực hiện tại của hắn, trong toàn bộ văn minh thần linh, không có ai có thể chống lại chữ của hắn. Một lúc sau, Diệp Quân ký tất cả các sổ con và đóng dấu ấn của chủ thần. Tiểu Nhiễm cất đống sổ con đó đi, cô ta không rời đi mà nhìn Diệp Quân, do dự muốn nói điều gì đó. Diệp Quân cười nói, em muốn nói cái gì? Tiểu Nhiễm nhẹ giọng nói, anh sắp đi à?
Trong thời gian này, cô ta thường xuyên nhìn thấy Diệp Quân đang trong trạng thái ngẩn người khi quan sát nơi sâu của Ngân Hà, không chỉ vậy, hắn còn bắt đầu đẩy nhanh việc giải quyết một số công việc của chính phủ. Diệp Quân gật đầu. Tiểu Nhiễm cúi đầu và không nói gì. Diệp Quân đột nhiên nói, chúng ta đi xem xung quanh đi. Tiểu Nhiễm nhìn Diệp Quân, Diệp Quân cười nói, mấy chục năm nay chúng ta đã làm nhiều chuyện như vậy, nhưng rốt cuộc có thực hiện hay không, phía dưới xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng chưa có tự mình đi xem, chuyện này không ổn, nên anh muốn đến tận nơi kiểm tra, đợi đến khi không có vấn đề gì thì anh rời đi, như vậy anh mới có thể yên tâm được. Tiểu Nhiễm gật đầu, được. Nói xong, cô ta lại hỏi, cải trang đi kiểm tra sao? Diệp Quân gật đầu, đương nhiên. Tiểu Nhiễm hỏi, đi ngay bây giờ à? Diệp Quân gật đầu, bây giờ. Tiểu Nhiễm cười nói, được được. Cô ta cũng muốn ra ngoài đi dạo. Diệp Quân đứng dậy, hai người biến mất vào trong điện. Lãnh thổ của văn minh thần linh rất rộng lớn và nó kiểm soát vô số vũ trụ và thiên hà. Lần này, hai người đi đến thế giới lạc hậu nhất trong số đó, nguyên giới. Nguyên giới này cũng thuộc quyền quản lý của nền văn minh thần linh. Nhưng nó nằm ở một nơi xa xôi, cách Thần Châu rất xa, hơn nữa, tài nguyên ở đây rất khan hiếm, linh khí loãng, nên văn minh võ đạo ở nơi này không cao. Ban đầu Diệp Quân cũng tò mò tại sao nơi này lại bị nền văn minh thần linh tiếp quản, bởi vì các ông lớn của nền văn minh thần linh lúc trước chỉ quan tâm đến các nền văn minh cao cấp thôi. Sau khi điều tra, hắn mới phát hiện ra rằng đây chính là điều Tang Mi đã làm năm đó, cô ta làm vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Điều đáng nói là vị nữ tu họ Lăng kia thực ra cũng đến từ nguyên giới, lúc trước, chính tại đây, Tang Mi đã đưa cô ta trở về Thần Châu. Khi Diệp Quân và Tiểu Nhiễm bước vào nguyên giới, cả hai đều cau mày, bởi vì linh khí ở nơi này loãng hơn rất nhiều so với những gì họ nghĩ, kém xa khu ổ chuột lúc trước, không chỉ vậy, thế giới này còn có nhiệt độ cao khác thường, nóng và khô, nguồn tài nguyên cũng vô cùng khan hiếm. Dường như nghĩ tới điều gì, Diệp Quân hỏi, Tiểu Nhiễm, không biết thành chủ mà chúng ta phải đến đã đến hay chưa? Nơi này là nơi lạc hậu nhất, vì vậy ban đầu nội các đã bàn bạc và cử một thành chủ mang theo kinh phí tới đây quản lý. Tiểu Nhiễm nói, để em kiểm tra. Diệp Quân lắc đầu, không cần, anh vừa mới cảm ứng được, đối phương đã tới, chúng ta đi tới tòa thành lớn nhất của nơi này xem thử. Tiểu Nhiễm gật đầu. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến một tòa thành cổ, nơi này trông thực sự đơn sơ và đổ nát. Ngay cả cánh cổng cũng không còn nữa. Hai người vừa bước vào thành đã bị sốc bởi cảnh tượng trước mắt, rác trong thành chất cao như núi, mùi hôi thối nồng nặc, nước thải tích tụ. Nhưng có rất nhiều người sống trong tòa thành này. Tiểu Nhiễm cau mày thật chặt. Đi được một lúc, họ đến một quảng trường tương đối sạch sẽ, lúc này, có rất nhiều người tụ tập ở quảng trường này, họ đều ăn mặc rách rưới và quỳ ở đó, trước mặt họ là một cái điện trông khá tươm tất, điện thờ thần, trong điện không có tượng. Chỉ có một tấm bia có viết hai chữ thần linh. Có hàng chục ngàn người quỳ ở quảng trường. Bên cạnh Diệp Quân và Tiểu Nhiên, một chàng trai trẻ tuổi quỳ ở nơi đó, chắp hai tay trước ngực với vẻ mặt thành khẩn. Thần linh ơi, tôi không muốn làm việc, tôi muốn nằm một chỗ, tôi muốn một người phụ nữ. Diệp Quân nhìn mọi người đang quỳ gối cầu nguyện, mặc nhiên không nói gì. Hắn có tìm hiểu qua về nơi này, năm đó Thần Châu đã từng cứu trợ kinh tế cho nơi này. Vì vậy, nơi này có tín ngưỡng vào thần minh, tất nhiên, họ đã tín ngưỡng quá mức, lại ỷ lại. Sau khi Diệp Quân trầm mặc một lát, liền xoay người dẫn Tiểu Nhiễm rời đi. Hai người đến một con phố. Điều ngoài dữ liệu của hai người là con phố này rất sạch sẽ và có nhiều tòa nhà cao tầng, trái ngược hoàn toàn với khu vực họ từng thấy trước đây. Diệp Quân và Tiểu Nhiễm đều có chút kinh ngạc. Đi dạo một lúc, hai người đi đến một nhà hàng, tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Một tiểu nhị tươi cười chạy tới nói, hai vị khách quan muốn ăn gì? Diệp Quân lấy ra một linh tinh đưa cho tiểu nhị, ánh mắt của tiểu nhị sáng lên, Diệp Quân mỉm cười nói, cái này cho ngươi, chúng ta mới tới đây, cũng không biết nhiều lắm, ta muốn hỏi ngươi một vài câu hỏi, ngươi xem có được không? Tiểu nhị vui mừng khôn xiết, vội vàng cầm lấy linh tinh, cung kính nói, được được. Khách quan muốn hỏi gì? Tiểu nhân nhất định sẽ biết gì nói nấy, không dám giấu giếm. Diệp Quân quay đầu chỉ về phương xa, tại sao phương Bắc bẩn thỉu bừa bộn, mà bên này lại phồn hoa như vậy? Tiểu nhị nhìn về phương xa, cười nói, khách quan không biết rồi, phương Bắc là người dân địa phương, còn bên này là tài sản của tam đại gia tộc. Diệp Quân có chút không hiểu, tam đại gia tộc. Tiểu nhị gật đầu, đúng vậy, tam đại gia tộc rất lợi hại,
tất cả linh mạch trong thế giới chúng ta đều nằm trong tay bọn họ, nghe nói tiền của bọn họ còn nhiều hơn cả thần minh trong truyền thuyết. Diệp Quân trong lòng suy tư. Hỏi thêm mấy câu nữa, Diệp Quân gọi mấy món phụ rồi để tiểu nhị rời đi. Đúng vào lúc này, một người đàn ông đột nhiên ngồi xuống đối diện hắn và tiểu nhiễm. Diệp Quân nhìn người đàn ông mặc áo choàng dài, trông còn trẻ và có chút xíu cợt. Người đàn ông mỉm cười nói, vị công tử này, có phiền nếu chúng ta ngồi chung bàn không? Diệp Quân cười nói, không phiền. Người đàn ông cười nhẹ, sau đó nói, ta tên Tần Phong, phải xưng hô với huynh đài như thế nào? Sao? Diệp Quân nói, Dương Quân. Người đàn ông hỏi, Dương huynh là lần đầu tiên đến đây? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Người đàn ông cười nói, Dương huynh là đến đây làm ăn hay? Nói đến đây, anh ta mới ý thức được điều gì, vội vàng nói, Dương huynh, xin đừng hiểu lầm, bởi vì vừa rồi nghe Dương huynh thăm dò tiểu nhị về nơi này, mà ta ngẫu nhiên biết rất nhiều về nơi này, chí ít cũng biết nhiều hơn tiểu nhị đó. Vì vậy, muốn trò chuyện với huynh đài. Diệp Quân cười nói, ta muốn đến làm ăn nhỏ. Tần Phong lắc đầu, vậy Dương huynh đến muộn rồi. Diệp Quân có chút nghi hoặc, sao lại nói như vậy? Tần Phong cười lạnh nói, nguyên giới hiện nay đã bị tam đại gia tộc kiểm soát chặt chẽ rồi, tất cả linh mạch và các loại tài nguyên ở đây đều bị kiểm soát chặt chẽ trong tay bọn họ, bây giờ huynh đến, ngay cả cháu cũng không có mà húp. Diệp Quân nói, ta nghe nói phía trên hình như có phải người tới đây, muốn thay đổi nơi này. Tần Phong có chút kinh ngạc, Dương huynh thật không đơn giản, đến chuyện này cũng biết. Diệp Quân cười nói, ở bên ngoài làm ăn, cần phải nắm rõ thông tin mới được. Tần Phong đột nhiên hỏi, Dương huynh, huynh nói đi, phải thế nào mới thay đổi được nơi này? Diệp Quân khẽ lắc đầu, cái này ta không giỏi. Tần huynh, huynh cảm thấy thế nào? Tần Phong cười nói, muốn thay đổi nơi này, nói khó thì cũng khó, nói không khó thì cũng không khó. Diệp Quân nói, ta muốn nghe chi tiết. Tần Phong nói, sự nghèo khổ của người dân địa phương phương Bắc chỉ là một chuyện. Thứ nhất, con đường vươn lên bị chặn, bọn họ căn bản không có đường và khả năng vươn lên, còn những người cản đường vươn lên của họ chính là những người đến từ bên ngoài, bọn họ nắm chắc tài nguyên của thế giới vũ trụ này, thống trị mọi thứ ở đây và không muốn người dân bản địa ở đây nổi dậy. Nói đến đây, anh ta nhìn về phía Diệp Quân, cười nói, Dương huynh đã từng đến Thần Minh Điện ở phương Nam chưa? Diệp Quân gật đầu, vừa mới từ bên đó trở về. Tần Phong nói, mỗi ngày đều có vô số người quỳ xuống cầu xin thần minh. Có phải Dương huynh cảm thấy bọn họ đều là một đám người không muốn cố gắng? Diệp Quân nói, phải xem nhìn chuyện này từ góc độ nào, góc độ khác nhau, tự nhiên sẽ nhìn ra vấn đề khác nhau. Tần Phong trở nên hứng thú, Dương huynh nói xem. Diệp Quân nói, từ góc độ của người bình thường, đây quả thực là vấn đề của chính họ, họ không muốn cố gắng. Đó là vì họ làm việc không đủ chăm chỉ, nên mới ỷ lại vào cái gọi là thần minh. Nếu nhìn từ một góc độ khác, ở đây thực ra ẩn giấu một vấn đề lớn hơn, chính là như huynh đã nói, con đường đi lên của họ đã bị chặn, tài nguyên của thế giới đã bị những người ở bên trên chiếm giữ. Ngay cả khi những người ở phía dưới làm việc chăm chỉ, cho dù chỉ là xin cơm ăn áo mặc mà thôi, bởi vì nhóm lợi ích khổng lồ phía trên này sẽ không bao giờ dễ dàng để người phía dưới vào xâm phạm quyền lợi của họ. Nghe những lời Diệp Quân nói, hai mắt Tần Phong đột nhiên sáng lên. Diệp Quân nhìn Tần Phong, hỏi, vậy theo quan điểm của Tần Huynh, phải làm sao mới có thể thay đổi tất cả? Tần Phong cười nói, rất đơn giản, hai bước, bước một là loại bỏ những nhóm lợi ích đó. Bước hai, đem lợi ích cho bách tính thiên hạ. Diệp Quân nói, việc này hẳn là không đơn giản như vậy chứ. Tần Phong gật đầu, thật sự không đơn giản như vậy. Bởi vì những nhóm lợi ích này đều bị trói vào một sợi dây, mà có khi không biết sợi dây đó rốt cục sâu bao nhiêu, có bao nhiêu nhân vật lớn bị trói vào. Diệp Quân cầm ly rượu trước mặt nhấp một ngụm, sau đó nhẹ giọng nói, thế đạo này chính là vậy, cho dù huynh muốn làm việc tốt cũng phải có bối cảnh mới được, nếu không sẽ đào hố chôn mình. Sâu sắc! Tần Phong cười nói, Dương huynh, huynh nói chuyện thật không tầm thường, không đơn giản. Diệp Quân khẽ mỉm cười, Tần huynh! Huynh cũng không đơn giản, lại dám nói những chuyện này giữa thanh thiên bạch nhật. Tần Phong cười nói, như nhau cả thôi. Đúng lúc này, một ông lão đột nhiên từ bên ngoài bước vào, ông lão đi tới trước mặt Tần Phong, cung kính nói, Tần đại nhân, tộc trưởng chúng ta đang tổ chức yến tiệc cho đại nhân trong tiên lầu. Mời đại nhân góp mặt. Tần Phong liếc mắt nhìn ông lão, cười nói, thật lợi hại, khi ta tới đây, không mang theo bất cứ ai,
đồng thời còn giấu hành tung, các người lại vẫn tìm ra ta. Ông lão lễ phép vừa cung kính, lại vừa không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, thành chủ đại nhân, xin mời. Tần Phong đứng dậy, lấy ra một linh tinh đặt lên bàn, nhìn Diệp Quân cười nói, Dương huynh, bữa ăn này ta mời. Vừa nói anh ta vừa định rời đi, nhưng như nghĩ tới điều gì đó, anh ta lại dừng lại nhìn Diệp Quân, Dương huynh, có thể nhìn ra được huynh không phải là thương nhân bình thường, thật không dám giấu, nội các thần châu đã quyết định thay đổi nơi này, ở đây hiện tại tuy nghèo khó nhưng cũng có nhiều cơ hội và khả năng làm ăn. Ta thay mặt nguyên giới hoan nghênh tất cả những thương nhân lương thiện đến đây, nhưng nếu có người xấu, ta sẽ không bao giờ tha cho hắn. 11. Nói xong anh ta bước ra ngoài. Sau khi Tần Phong và ông lão rời đi, Tiểu Nhiễm mới nói, anh ta chính là người mà chúng ta phái đến. Diệp Quân gật đầu, lúc đối phương ngồi ở trước mặt hắn, kỳ thật hắn cũng đã biết, bởi vì trên người đối phương đeo con dấu chính thức của thành chủ, mà tất cả con dấu chính thức của thành chủ đều là do hắn đích thân phê duyệt. Sở dĩ đối phương không nhận ra hắn là vì trong nền văn minh thần minh, hẳn không lập bất kỳ bức tượng nào. Diệp Quân nói, chúng ta đi xem một chút đi. Tiểu Nhiễm gật đầu, ừm. Hai người đứng dậy rời đi. Tần Phong theo ông lão đến một tửu lầu sang trọng, bọn họ lên tầng cao nhất, vừa bước vào phòng riêng, một ông lão mỉm cười bước ra và nói, Tần thành chủ không hổ là một nhân tài mới nổi ở Thần Châu, quả nhiên khác biệt. Nhân tài mới nổi. Diệp Quân đang chiêu mộ nhân tài từ khắp vũ trụ ở Thần Châu. Những người được chọn được chia thành nhân tài mới nổi và nhân tài siêu cấp. Nhân tài siêu cấp là những người được chọn vào nội các, loại người này rất quý hiếm ở văn minh thần minh. Còn những nhân tài mới nổi cũng là những thiên tài trong số những thiên tài, một số bọn họ được đặt ở bên ngoài, một số được đưa vào ngoại các. Tần Phong là nhân tài mới nổi, mà anh ta được đặt ở bên ngoài làm nhiệm vụ. Tần Phong cười nói, Mạc gia chủ, khách sáo rồi. Vừa nói anh ta vừa nhìn bên cạnh Mạc gia chủ, còn có hai ông lão nữa, anh ta mỉm cười nói. Cố gia chủ và Lý gia chủ cũng đến rồi. Hai người cũng vội vàng mỉm cười chào đón. Mạc gia, Cố gia và Lý gia chính là những gia tộc quyền lực nhất trong nguyên giới. Ở đây, tay mắt thông thiên. Sau khi ngồi xuống, Tần Phong liếc nhìn ba người, cười nói, ba vị, ta cảm thấy chúng ta không cần khách khí đạo đức giả, đi thẳng vào vấn đề đi. Ba người có chút kinh ngạc, Mạc gia chủ cười nói, Tần thành chủ thật sự rất cởi mở, nếu đã như vậy, chúng ta sẽ không vòng vo nữa. Chúng ta biết Tần thành chủ đến là để thay đổi nguyên giới, chúng ta nguyện ý giúp đỡ Tần thành chủ. Tần Phong cười nói, giúp ta. Mạc gia chủ gật đầu, đúng vậy, chúng ta đều biết điều kiện sống ở phía Bắc rất kém. Chúng ta sẵn sàng cấp một ít kinh phí để cải thiện môi trường sống của cư dân nơi đó. Đương nhiên, Pi viết hoa. Nói đến đây, ông ta mỉm cười nhìn Tần Phong, nhưng Tần Phong lại giả vờ không hiểu. Mạc gia chủ trực tiếp lật bài ngửa, theo như chúng ta được biết. Lần này để thay đổi nguyên giới, phía Thần Châu đã đưa cho Tần thành chủ hàng tỷ viên tiên linh tinh. Là thế này, ba nhà chúng ta sẵn sàng tiếp nhận toàn bộ các hạng mục xây dựng. Tần Phong nhìn ba người một cái, cười nói, khẩu vị của ba vị. Có chút lớn đấy. Mạc gia chủ cười nói, Tần thành chủ, yên tâm, chúng ta đều hiểu. Vừa nói, ông ta vừa lấy ra một tấm thẻ vàng đưa cho Tần Phong, đây là một chút tâm ý của chúng ta, sau khi chuyện này giải quyết xong. Tần thành chủ yên tâm, chúng ta sẽ chia 50 đến 50. Đương nhiên, chúng ta sẽ không bớt xén quá nhiều. Chúng ta sẽ làm cho bề mặt thật đẹp đẽ, khi bên trên phải người đến kiểm tra, nơi này nhất định sẽ phồn hoa thịnh vượng, 10 năm sau. Thành chủ Tần đã lập được thành tích xuất sắc và được thăng chức ngoại các. Tần Phong trầm giọng nói, người dân địa phương ở phương Bắc quá nhiều. Nếu đều muốn ổn định cuộc sống, nếu các người không cắn xén thì cũng phải tốn rất nhiều tiền. Mạc gia chủ cười nói, không nhiều, không nhiều. Tần Phong nói, nhưng có hơn 100 triệu dân bản địa. Mạc gia chủ khẽ mỉm cười, giết 2/3 sẽ không còn nhiều nữa. Tần Phong có chút giật mình, nụ cười trên mặt biến mất, cái này. Giết 2/3. Mạc gia chủ gật đầu, bọn họ còn sống cũng sẽ phải chịu đau khổ, chết sớm đầu thai sớm đối với họ mà nói cũng không phải chuyện xấu. Nói đến đây, ông ta liếc nhìn Tần Phong đang có vẻ mặt không vui. Cười nói, đương nhiên, nếu Tần thành chủ sợ xảy ra chuyện, chúng ta cũng không cần phải giết bọn họ. Một cách khác để giải quyết vấn đề chính là khi có người từ Thần Châu đến điều tra, chúng ta sẽ đưa 2/3 số người bản địa di cư sang thế giới khác trước, đợi sau khi người của Thần Châu rời đi, chúng ta sẽ đưa họ trở về. Bằng cách này, mọi việc sẽ được giải quyết một cách hoàn hảo.
Tần thành chủ yên tâm, chiêu này chúng ta đã sử dụng rất nhiều lần, lần nào cũng có tác dụng. N. Tần Phong trầm giọng nói, kiếm tiền như vậy vẫn là quá chậm rồi. Ba người đều có chút kinh ngạc, Mạc gia chủ vội vàng hỏi, Tần thành chủ còn có cách tốt hơn sao? Tần Phong nhìn ba người, cực kỳ nghiêm túc nói, chúng ta cứ làm ngược lại đi. Giết Diệp Quân, chúng ta sẽ làm thần minh, muốn có bao nhiêu tiền thì có bấy nhiêu tiền. Chết tiệt, chết tiệt, tạo phản. Ba người lập tức hóa đá ở đó, há to miệng. Họ thực sự bị sốc, tại sao bên trên lại phái một người có đầu óc hài hước đến làm thành chủ chứ? Chúng ta chỉ muốn kiếm tiền, người lại muốn mưu phản. Ba người nhìn nhau, chết tiệt, hay là tố cáo đi. Mưu sự với tên đầu óc không bình thường này, sẽ xảy ra chuyện lớn. Làm phản. Sắc mặt của ba người Mạc gia chủ đều cực kỳ đen tối, đây thực sự là những nhân tài mới chứ không phải kẻ ngốc. Tần Phong thấy ba người đều im lặng, liền mỉm cười hỏi, sao vậy? Mạc gia chủ nhìn chằm chằm Tần Phong, Tần thành chủ, cậu đang đùa với chúng tôi sao? Tần Phong cười lạnh nói, không phải các người đang đùa với tôi sao? Lúc này ba người mới đột nhiên ý thức được điều gì đó, Mạc gia chủ cầm đầu hơi nheo mắt nói, Tần thành chủ, chúng tôi biết chủ thần đang cải cách, nhưng đó chỉ là nóng vội nhất thời mà thôi, quan mới nhậm chức thì phải thể hiện tài năng, ngài ấy cũng chỉ thay đổi một chút thôi, khi thời cơ đến, mọi thứ sẽ trở lại trạng thái ban đầu. Hơn nữa, núi cao hoàng đế xa, ở đây, chủ thần không có tác dụng, chúng tôi mới là thần của nguyên giới, là bầu trời của nguyên giới. Khi nói, giọng điệu cuối cậu của ông ta còn cố ý nhấn mạnh thêm, hơi có ý cảnh cáo, nhưng đương nhiên rất tinh tế. Dù sao cũng chưa xác định được là địch hay là bạn. Mà sở dĩ ông ta nói ra những lời vô cùng ngạo mạn này cũng là do cố ý, bởi vì ông ta muốn nói với thành chủ mới trước mặt mình rằng ở nơi này, ba nhà bọn họ có quyền quyết định tất cả mọi chuyện. Tần Phong đột nhiên cười lớn. Mạc gia chủ nhìn Tần Phong, Tần thành chủ cười cái gì? Tiếng cười của Tần Phong đột nhiên dừng lại, sau đó y đột nhiên đập tay thật mạnh xuống. Bùm! Cả chiếc bàn vỡ tan thành từng mảnh. Mảnh vụn bay tứ tung. Ba người sửng sốt, không ngờ Tần Phong lại đột nhiên gây chuyện. Tần Phong tức giận chỉ vào đám người Mạc gia chủ, một đám ngu xuẩn thiển cận, ngu dốt, không biết sợ. Ba người. Tần Phong lạnh lùng nhìn ba người, thì ra các người chính mới là thần của nguyên giới, bầu trời nguyên giới, một đám ếch ngồi đáy giếng, thật sự ngu xuẩn, đi ra ngoài nhìn xem, bây giờ không còn là nền văn minh thần linh trước đây nữa, ba tên ngu ngốc. Hỗn xược. Thấy Tần Phong sỉ nhục họ như vậy, Mạc gia chủ giận tím mặt, chỉ vào Tần Phong, đừng cho rằng cậu là nhân tài mới thì ghê gớm lắm, nói cho cậu biết, phía trên chúng tôi còn có nhà họ Chu, cậu có biết nhà họ Chu không? Nếu cậu không biết thì để tôi nói cho cậu biết, một người trong nhà họ Chu đã được chọn là nhân tài siêu cấp và đã gia nhập nội các, trước mặt người ta cậu chẳng là cọng lông nào cả, gọi cậu là Tần thành chủ đã là coi trọng cậu, nếu không, cậu còn không bằng cả một con chó. Trong khi ông ta đang nói, một vài luồng khí mạnh mẽ đã xuất hiện xung quanh, bọn họ đã bao vây nơi này. Tần Phong lại cười nói, thật thú vị, còn muốn giết tôi sao? Mạc gia chủ nhìn chằm chằm Tần Phong, trong mắt tràn đầy lạnh lùng, nơi này là rất hẻo lánh, núi cao hoàng đế xa, nếu cậu chết thì có ai biết chứ? Ha ha! Tần Phong bật cười, vốn dĩ tôi còn đang suy nghĩ làm sao để loại bỏ những khối u ác tính của thế giới giống như các người. Nhưng không ngờ nhanh như vậy các người đã cho tôi một lý do hợp lý. Buồn cười. Mạc gia chủ mỉa mai nói, cho cậu một lý do. Nếu cậu dẫn theo vệ binh tới, có lẽ tôi sẽ kiêng dè cậu đôi chút, nhưng nếu cậu đến một mình, đó là do cậu tự tìm đường chết, giết cậu ta cho tôi. Theo lệnh của ông ta, các cường giả đang âm thầm ẩn nấp xung quanh trực tiếp xông vào, nhưng vào lúc này, Tần Phong đột nhiên lấy ra một cái án. Ấn của thành chủ. Y kích hoạt ấn của thành chủ. Một luồng kiếm ý rung động vọt ra ngoài, trong phút chốc, hàng chục cường giả trên sân trực tiếp biến thành tro bụi. Đã hoàn toàn bị loại bỏ. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người Mạc gia lập tức sửng sốt. Tần Phong nhìn đám người Mạc gia chủ đang sửng sốt, cười nói, ngạc nhiên không, bất ngờ không. Đây là ấn quan của thành chủ do chính chủ thần ban cho, nó không chỉ chứa đựng hơi thở kiếm đạo của chủ thần, còn có chức năng quay video. Theo cách nói của chủ thần. Đây gọi là máy ghi hình thực thi pháp luật, khi thực thi pháp luật thì phải ghi hình lại, không chỉ ghi lại quá trình thực thi pháp luật, còn giám sát người giữ ấn, tôi đã ghi hình tất cả những gì các người vừa nói, các người gây sự với tôi chính là đụng phải ván sắt, ha ha.
Sắc mặt của ba người Mạc gia chủ tái nhợt như tờ giấy, Mạc gia chủ dẫn đầu cố giả bộ bình tĩnh nói, Tần Phong, phía trên chúng tôi là nhà họ Chu có thiên tài nội các. Tần Phong giơ lên ấn thành chủ trong tay, cười nói, đồ ngu ngốc ếch ngồi đáy giếng, ông không biết rằng thần chủ đã cải cách rồi sao? Bây giờ tất cả các thành chủ nắm giữ ấn quan bên ngoài có thể trực tiếp chuyển lên trên. Tôi vừa truyền đạt hết lời nói và việc làm của các người đến nội các vừa ra lệnh cho tôi giết chết hết tất cả các người, tịch thu toàn bộ tài sản, còn nhà họ Chu gì đó mà các người nói, nội các hiện tại đã phái người đến nhà họ Chu điều tra. Nếu bọn họ có vấn đề thì cũng sẽ bị nghiêm trị. Sắc mặt của ba người Mạc gia chủ tái nhợt, Mạc gia chủ run rẩy, không. Không thể nào. Tần Phong lắc đầu, các người còn cho rằng hiện tại văn minh thần linh chính là văn minh thần linh của ngày xưa sao? Lúc đầu tôi còn không hiểu, tại sao chủ thần lại muốn cho thiết bị ghi hình vào ấn quan này, bây giờ tôi mới hiểu đây không chỉ là giám sát người giữ ấn mà còn để bảo vệ người giữ ấn. Có thiết bị ghi hình này, chính là một lá bùa hộ mệnh, mẹ nó ai dám chèn ép ông đây? Ông đây sẽ trực tiếp báo cáo. Đừng nói là nhân viên ngoại các, ngay cả nhân viên nội các cũng sẽ bị trừng phạt. Mạc gia chủ. Tần Phong cười khà khà nói, hơn nữa cái ấn này còn có thể miễn phí triệu hồi chủ thần một lần. Hiểu không, chỉ cần ông đây cư xử chính trực, không phạm pháp, ai dám gây sự với ông đây thì ông đây sẽ triệu hồi chủ thần ra. Mấy người. Tần Phong đột nhiên nói, người đâu? Khi giọng nói vừa dứt, hai cường giả đột nhiên xuất hiện trên sân. Tần Phong nói. Tịch thu toàn bộ tài sản của họ, tiến hành điều tra tỉ mỉ tất cả thành viên trong tộc, nếu không vi phạm pháp luật thì thả tự do, còn nếu có kẻ vi phạm thì xử lý theo pháp luật. Hai người cung kính nói, tuân lệnh. Nói xong, hai người trực tiếp kéo ba người Mạc gia chủ đang ngã gục trên mặt đất xuống. Trong bóng tối, Diệp Quân nhìn Tần Phong, nở nụ cười. Tiểu Nhiễm quay đầu nhìn Diệp Quân, anh, đây thật sự là mục đích anh làm chiếc máy ghi hình này sao? Diệp Quân gật đầu. Ở một số nơi, thế lực rắc rối đan xen nhau, người từ trên phái xuống thường xuyên bị những người này cưỡng bức dụ dỗ làm chuyện xấu hoặc hãm hại, vì vậy những người này nhất định phải được hỗ trợ đầy đủ, nếu không, bọn họ đơn độc yếu thế, không thể chống lại những thế lực tà ác đó. Nói đến đây, trong mắt hắn hiện lên một tia phức tạp. Hắn làm như vậy tự nhiên là có nguyên nhân, hắn vẫn chưa quên chuyện khi hắn và Tĩnh Tông chủ đánh cược để trở lại vũ trụ Quan Huyên. Rất nhiều thế lực tà ác của địa phương thực sự khiến người khác giận sôi máu, hơn nữa núi cao Hoàng Đế Sa, người của các thế lực địa phương này đã quen với tình trạng không coi ai ra gì, trong lòng họ không biết sợ là gì, bọn họ có thể làm bất cứ điều gì. Vì vậy, hắn đã đích thân đưa một tia hơi thở kiếm đạo của mình vào ấn quan. Tất nhiên, sức mạnh của hơi thở kiếm đạo này được quyết định bởi cấp độ của ấn quan, chức vụ càng lớn thì hơi thở càng mạnh, hơi thở kiếm đạo này có thể hỗ trợ người giữ ấn thực thi pháp luật. Trên thực tế, đó cũng là một loại giám sát, hắn chỉ để kiếm ý thốt vào, vì vậy, nếu người giữ ấn sử dụng nó để làm điều ác, hắn sẽ ngay lập tức cảm nhận được. Hắn sẽ không đánh cược vào bản chất con người, không thể nào mọi người đều tốt được, vì vậy, quyền lợi phải được giám sát. Diệp Quân dẫn theo Tiểu Nhiễm bước ra ngoài với nụ cười nhạt trên môi, lần này hắn đến nơi này, ngoài việc muốn xem các thế giới lạc hậu có bộ dạng như thế nào. Hắn còn muốn nhìn thử xem cải cách của mình trong nền văn minh thần linh có tác dụng hay không. Từ tình hình hiện tại, nó rõ ràng là có tác dụng. Anh Dương. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến từ bên cạnh. Diệp Quân và Tiểu Nhiễm quay lại thì thấy cách đó không xa, có một người đàn ông đang đi về phía bọn họ, chính là Tần Phong. Diệp Quân và Tiểu Nhiễm dừng lại, hắn quay đầu nhìn Tần Phong, cười nói, anh Tần. Tần Phong cũng cười nói, thật trùng hợp. Chúng ta lại gặp mặt. Diệp Quân gật đầu, chúng tôi phải đi rồi. Tần Phong có chút kinh ngạc, đi. Diệp Quân cười nói, đúng vậy. Tần Phong nghiêm túc nói, anh Dương, nói thật, mặc dù phía trên cho tôi rất nhiều tài chính để tôi thay đổi nơi này, nhưng bọn họ lại không cho tôi nhân tài gì, tôi cảm thấy anh rất tốt, anh có hứng thú tới làm việc với tôi không? Đúng lúc tôi đang thiếu trợ lý, anh có thể làm trước, thời gian thử việc là 3 năm. Hết thời gian thử việc tôi sẽ tuyển anh làm trợ lý chính thức, anh yên tâm, trong 3 năm này mỗi năm tôi đều sẽ trả lương cho anh. Tiểu Nhiễm mím môi cười, không nói gì mà chỉ liếc nhìn Diệp Quân. Diệp Quân suy nghĩ một chút rồi nói, anh Tần, mặc dù tôi cũng muốn ở lại giúp anh, nhưng xin lỗi, tôi còn có việc khác phải làm. Tần Phong nghiêm túc nói, anh Dương, tôi thật sự cảm thấy anh rất thích hợp làm quan, hiện tại văn minh thần linh yên bình, vạn vật đều chờ đợi thịnh vượng.
là thời cơ tốt để thế hệ chúng ta thể hiện khát vọng của mình, với tài năng của anh, đến lúc đó công thành danh toại cũng là chuyện đơn giản. Tôi nói như vậy không phải để lừa anh, thành thật mà nói, tôi khá quen thuộc với chủ thần, đến lúc đó, tôi sẽ giới thiệu cậu với ngài ấy thì anh sẽ một bước lên mây. Tiểu Nhiễm. Diệp Quân do dự một chút, sau đó nói, anh rất quen thuộc với chủ thần sao? Tần Phong nghiêm nghị nói, đương nhiên, lúc trước trong đám người đông đảo, chủ thần vừa liếc nhìn đã thích tôi, anh có hiểu cảm giác đó không? Đó là cảm giác, liếc nhìn một cái đã ngàn năm, tiếc nuối vì đã gặp nhau quá muộn. Diệp Quân. Tần Phong tiếp tục nói, ngài ấy kéo tôi lại, lúc đó chúng tôi đã nói chuyện rất lâu, tôi nói cho anh biết, thật ra với tài năng của tôi hoàn toàn có thể vào nội các, anh có biết tại sao tôi không vào nội các không? Bởi vì tôi muốn ra ngoài rèn luyện, nguyên giới, nơi nghèo nhất và lạc hậu nhất, là mục tiêu của tôi, trong 10 năm nữa tôi sẽ biến nơi này thành một nơi hoàn toàn mới. Anh Dương, tôi nói với anh những việc này không phải là để thể hiện điều gì, tôi chỉ muốn nói với anh thứ đang ở trước mặt anh bây giờ là cơ hội ngàn năm có một, nếu chúng ta hợp lực nhất định có thể làm được điều gì đó tuyệt vời. Nhìn thấy tên này nói liên tục, không có ý định dừng lại, Diệp Quân chỉ có thể nói, tôi không tin thần linh. Tần Phong buột miệng nói, tôi cũng không tin vào thần linh. Cái gọi là tín ngưỡng thần linh chỉ là để tẩy não mà thôi. Ồ, tôi nói lời này có thể hơi bất kính, nhưng anh Dương, anh không phải người ngoài, chắc cũng không có gì to tát. Diệp Quân. Tiểu Nhiễm nhìn chằm chằm vào Tần Phong và không nói gì. Tần Phong cười nói, ta tuyệt đối không phải không tôn kính thần minh chủ. Ngược lại, ta vô cùng ngưỡng mộ thần minh chủ của chúng ta. Dù sao từ khi anh ta làm thần minh chủ đến nay, văn minh thần minh chúng ta xảy ra biến hóa long trời lở đất. Diệp Quân có chút tò mò, vậy tại sao huynh không tín ngưỡng thần minh? Tần Phong nghiêm túc nói, bởi vì thứ mà thần minh muốn không phải là sự tín ngưỡng của chúng ta, mà là năng lực làm việc của chúng ta. Hơn nữa, nếu chúng ta quá tín ngưỡng thần minh, chúng ta sẽ đánh mất chính mình, bởi vì chúng ta sẽ càng ngày càng ỷ lại vào thần minh, lấy niềm vui của thần minh làm niềm vui, lấy điều ác của thần minh làm điều ác. Nói một cách đơn giản, là sẽ điên cuồng nịnh nọt thần minh. Đây chắc chắn không phải là điều mà các thần minh muốn nhìn thấy. Diệp Quân cười nói, làm sao có thể nhìn ra được. Tần Phong cười nói, kể từ khi thần minh lên nắm quyền, cũng giống như thần minh các thời đại trước, ông ấy chưa bao giờ xây dựng tượng đài. Hơn nữa, rất nhiều cải cách của ông ấy là nhằm hạn chế quyền lợi của các quan chức trong thần minh điện, bao gồm cả quyền lợi của chính ông ấy. Ngoài ra, ông ấy cũng có rất nhiều cải cách nhằm mang lại lợi ích cho tất cả chúng sinh bên dưới. Có thể thấy rằng thần minh của chúng ta thực sự muốn làm điều gì đó cho chúng sinh. Tất nhiên, đây cũng là điều ta muốn làm. Tiểu Nhiễm đột nhiên nói, có thể thấy rằng ngươi rất tôn kính thần minh. Vậy lúc nãy ngươi nói tín ngưỡng thần minh, đó là tẩy não. Ngươi là phản đối người khác tín ngưỡng thần minh sao? Tần Phong trầm giọng nói, đó là ta dùng từ không đúng, ta không phản đối người khác tín ngưỡng thần minh. Cái ta phản đối chính là tín ngưỡng thần minh một cách không có não, nếu thần minh là tốt, tự nhiên trong lòng mọi người sẽ tín ngưỡng. Nếu thần minh là xấu, vậy cũng phải tín ngưỡng sao? Tiểu Nhiễm im lặng. Tần Phong nói thêm, cá nhân tôi cho rằng việc đầu tiên chúng ta phải làm là tin vào chính mình. Chỉ khi chúng ta chính trực và có năng lực mới có thể phân biệt được liệu mình có nên theo đuổi, có nên tín ngưỡng thần minh hay không chứ không phải người khác nói cái gì thì là cái đấy. Người không có suy nghĩ của riêng mình thì giống như cỏ trôi trên mặt nước, chỉ có thể trôi theo dòng nước, không bao giờ có chính kiến của mình, nếu một ngày nào đó họ chết, có thể họ cũng không biết mình chết như thế nào. Diệp Quân mỉm cười gật đầu, là đạo lý này. Tần Phong nhìn Diệp Quân, nghiêm túc nói, Dương huynh nói chuyện không tầm thường, kiến thức cũng không tầm thường, nghĩ đến cũng không phải người bình thường, tuy rằng biết có chút không thể, nhưng ta vẫn là muốn mời huynh lần nữa. Nếu huynh đồng ý ở lại, sau này chúng ta nhất định sẽ tạo nên sự nghiệp. Diệp Quân nói, cảm ơn lời mời của huynh, nhưng ta còn có việc khác phải làm. Ta tin rằng những người ở đây vẫn có rất nhiều tiềm năng, huynh bồi dưỡng họ một chút, cho họ một cơ hội, ta tin rằng, họ cuối cùng sẽ tỏa sáng, giống như thần minh chủ đã chọn chúng huynh. Tần Phong suy nghĩ một chút, cười nói, cũng đúng. Diệp Quân cười nói, Tần huynh, gặp lại sau. Tần Phong cũng chắp tay nói, hẹn gặp lại. Diệp Quân đưa Tiểu Nhiễm rời đi. Sau khi Tần Phong nhìn Diệp Quân và Tiểu Nhiễm rời đi, thấp giọng thở dài, thầm nghĩ thật đáng tiếc. Như anh ta đã nói, thứ anh ta thiếu nhất khi đến đây chính là nhân tài,
mà những gì anh ta định làm tiếp theo sẽ không thể thiếu sự giúp đỡ của nhân tài. Tần Phong thấp giọng thở dài, người này có tư thế của đại đế. Đáng tiếc, không thể dùng cho ta được, đúng là đáng tiếc. Diệp Quân đưa Tiểu Nhiễm rời khỏi nguyên giới, trên đường đi, Diệp Quân mở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay hiện lên một tia tín ngưỡng. Sức mạnh tín ngưỡng màu trắng. Đây không phải là sức mạnh tín ngưỡng của vũ trụ quan huyên, mà là sức mạnh tín ngưỡng từ nền văn minh thần minh. Sức mạnh tín ngưỡng của nền văn minh thần minh này đã ngày càng trở nên tinh tế và phong phú hơn. Nhìn tia sức mạnh tín ngưỡng trong tay, Diệp Quân cười nói, cũng nên đi rồi. Lúc này Tiểu Nhiễm đột nhiên quay đầu nhìn Diệp Quân, có chút không nỡ, nói, ca. Diệp Quân nói, sau khi ta đi, sẽ để lại một phân thân trong dinh thự chính thức của thần minh. Phân thân này chủ yếu có tác dụng răn đe, không chỉ để răn đe những người ở vũ trụ bên ngoài, mà còn để răn đe một số người trong nền văn minh thần minh. Về phần muội, ta giao cho muội một nhiệm vụ, đó là thay mặt ta tuần tra toàn bộ vũ trụ thần minh. Tiểu Nhiễm hơi cúi đầu và không nói gì. Diệp Quân quay đầu nhìn Tiểu Nhiễm, cười nói, chúng ta không phải là sẽ không gặp lại. Tiểu Nhiễm thấp giọng nói, muội biết. Diệp Quân nói, bây giờ nền văn minh thần minh vừa mới đi đúng hướng, nhưng chúng ta không thể bất cẩn. Những năm qua muội đã tập luyện trong nội các lâu như vậy, bây giờ đã đến lúc phải gánh vác trách nhiệm của mình rồi. Ta nghĩ đây là điều mà Tang Mi cô nương muốn thấy. Nghe thấy hai tiếng Tang Mi, Tiểu Nhiễm liền rơi nước mắt, ca, muội sẽ không để ca và Tang Mi tỷ thất vọng đâu. Diệp Quân cười nói, ta tin tưởng muội. Vừa nói, hắn vừa quay đầu liếc nhìn vũ trụ, cuối cùng hắn lưu lại một phân thân, sau đó ngự kiếm biến mất ở cuối tinh hà. Vũ trụ này, hắn đã vô địch, Diệp Quân hắn phải đi chịu khổ, giống như Tang Mi đã nói, hắn không thể ở trong vùng an toàn, phải đi đến vùng đau khổ. Lần này, hắn không còn sợ hãi con đường phía trước như trước nữa. Con đường trong thế gian, nếu không bằng phẳng, hãy dùng thanh kiếm của mình để loại bỏ nó. Con đường vô địch phải như thế này, hoặc là chết, hoặc là vô địch, không có ở giữa. Khí tức trên người hắn càng ngày càng đáng sợ. Cuối cùng hắn đã bước được một bước đó. Song phá vòng. Không có hắn. Lần này hắn đi đến vũ trụ nguyên thủy, hắn tuyệt đối sẽ không làm cháu trai. Hắn muốn làm cha. Hắn muốn làm ông nội. Lần này hắn có tự tin, vì hắn đã phát triển tốt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 170.